Anh biết nấu cơm, anh không biết được nấu đồ ăn. Mà ăn cơm trắng sao được? Anh không có gì ăn hết, anh không có ai chăm lo hết, cái mình phải tự mình phải chăm lo ảnh, thành thói quen của em luôn. Những ngày đầu á quen em á mà anh không có tiền, anh có 10 ngàn trong túi à, mà anh nói là anh ăn đủ. Em cũng không biết ăn đủ là ăn sao luôn. Anh không khí. Anh nhịn đói mà anh giấu á, cái xong anh bị trào ngược bao tử, cái nhiều lúc em lên nấu cơm không kịp cái anh ói ra nước luôn. Cái lúc đó là em xót á, là ai mượn tiền em mà không trả, nghiệp quật á, bị cái này bị cái kia. Còn ảnh á, anh mượn tiền em tới giờ anh đâu trả đâu, bây giờ anh nuôi lại em cả đời luôn. Là nghiệp quật đó, là bây giờ phải nuôi cả đời đó. Không biết hên hay xui nữa. Không chỉ lần lần đó đâu, những cái ngày bình thường, ngày đẹp trời nào đó thì giờ em lúc đó cũng đã nói là em hai vạch rồi, nhưng mà là nói xạo không hà. Nhưng mà tự nhiên tới một cái ngày mà cũng nhắn như vậy, cũng y chang câu từ như vậy, nhưng mà linh cảm đó là sự thật. Em thấy cũng hơi lo, chưa ổn định được cái gì cả, mà tài chính thì cũng khó khăn. Cái thứ hai là chưa nói chuyện với gia đình. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Chào. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào tất cả mọi người đang xem đài, em là Nguyễn Phúc Thiện. Dạ, em sinh năm 93, đang là nhà sản xuất âm nhạc. Anh có nghe rồi, nghe cái tên rồi. Em có những cái bài hát gì em có thể kể? Bài hit á. Dạ, kể như bài Bóng Bóng Bang Bang. Nếu nói về nhạc trẻ thì có Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, hay là Em Không Sai Chúng Ta Sai. Eric. Mời em giới thiệu về mình. Dạ anh chị ạ, em tên là Bảo Quyên, em sinh năm 93, em là nội trợ thôi. Với lại phiên dịch viên cho chồng em. Phiên dịch viên là sao? Dạ chồng em nó nói chuyện khó hiểu lắm, nên em đi đâu em phải là phiên dịch viên lại cho vậy. Dạ. Nhưng mà trước đây là em có tham gia trong showbiz không? Dạ không, em là người bình thường. Dạ. Vậy sao mà gặp được nhau vậy cưng? Tụi em gặp nhau trước khi em vào nghề luôn cơ. Từ khi em mới bước vào Sài Gòn luôn cơ. Em là gốc ở đâu? Ở Đà Nẵng. Học hết đại học xong em mới vào Sài Gòn thì gặp bạn này luôn. Nhưng mà cơ duyên gặp là trên Facebook á, like một cái đoạn clip của ca sĩ Lưu Hoàng bây giờ. Cái đoạn clip đó là Lưu Hoàng diễn chung với bạn này. Thì em mới thấy là ôi bạn này điên điên giống mình. Hồi đó em cũng hay quay mấy cái kiểu điên điên á. Mình nên học hỏi những cái người như vậy để mình quay cái clip dạng giống như TikTok bây giờ. Em mới ép Facebook, chủ động ép Facebook bạn này. Cái xong rồi hiểu lầm trên Facebook nữa. Trùng thời điểm em viết status đó thì bạn đó viết một cái status: đừng có viết linh tinh nữa, lo rửa chén đi. Thì em tưởng là nói em là em ghét. Em ghét. Sao á, là cái đợt đó là Facebook nó bị nhiễm cái virus á, hay cập nhật cái những cái đường link mà 18 cộng. Bạn này bị, cái em vô em cà khịa lại. Cái là từ đó là nói chuyện qua nói chuyện lại. Em có ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì bạn này status nào bạn cũng like hết, nên em để ý một chút. Status của em là like. Dạ, vâng, cứ lên là like thôi. Dạ, em like dạo mà anh tưởng là em like ảnh. Tưởng là mình quan tâm ảnh. Dạ đúng rồi, đúng. Bao lâu thì hai em mới gặp nhau ngoài đời? Tính thời điểm nói chuyện là một tuần sau là ảnh bay vô Hồ Chí Minh á. Rồi em với ảnh mới gặp nhau. Tự nhiên gặp nhau xong rồi ảnh với em như có gì á, là ngày nào em cũng phải gặp ảnh hết á. Gặp trong vòng một tuần, cái em thấy là có một cái mối quan hệ gì đó mình phải kéo dài với bạn này. Mình muốn gặp hoài, mình muốn gặp tức là hoài. Thiện có như vậy không? Dạ em thì gần như vậy thôi. Sau một thời gian gặp mặt thì thấy bạn này cũng khá là vui tính, cũng khá là dễ chịu. Thậm chí là cũng có phần hơi mát bát giống mình nữa. Nhưng là... mà lúc đó là em đã bắt đầu với cái công việc sáng tác nhạc chưa? Chưa, nói chung là cũng chưa có cái gì bắt đầu về công việc cả. Dạ em học đại học vào thôi. Anh trai em là anh Nolisi có gửi lời là vào giúp anh. Thì em cũng chưa biết cái gì hết. Anh trai là anh ruột em à? Dạ vâng. Wow, Nolisi là anh ruột của Nolisi hả? Dạ dạ. Idol của anh đó. Dạ, idol của anh đó. Dạ. Idol của con trai anh luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó em vô đây rồi kinh tế chắc cũng khó khăn đúng không? Dạ tất nhiên là khó khăn, thậm chí không có tiền ăn luôn. Tại vì anh em đi diễn tối ngày à, nên là cho một ít để coi như là ở nhà có gì nấu ăn đi. Em quen ảnh em không biết ảnh như vậy. Tự nhiên em gặp ảnh, anh cù bất cù bơ, không ai lo hết. Mà anh không biết nấu cơm, anh không biết gì hết mà. Biết nấu cơm anh... nha, biết nấu cơm nha. Anh biết nấu cơm, anh không biết được nấu đồ ăn. Mà ăn cơm trắng sao được? Anh không có gì ăn hết, anh không có ai chăm lo hết. Cái mình phải tự mình phải chăm lo ảnh, thành thói quen của em luôn. Những ngày đầu á quen em á mà anh không có tiền, anh có 10 ngàn trong túi à, mà anh nói là anh ăn đủ. Em cũng không biết ăn đủ là ăn sao luôn. Anh không khí.
Anh nhìn đó mà anh giấu á, cái xong anh bị trào ngược bao tử, có nhiều lúc em lên nấu cơm không kịp cái anh ói ra nước luôn, cái lúc đó là em xót á. Thương quá rồi, coi như lúc đó là em san sẻ, em lo cho ảnh. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó em cũng là sinh viên thôi, thì cha mẹ em cho em một tháng thì cho em nhiêu đó tiền, kéo dài 2-3 tháng gì á, em không đủ kinh tế để mà hai đứa lo vậy, thì em mới nhắn cho anh, người anh của ảnh, em có ông đó, ông về ông lo giùm đi chứ tôi không hết khả năng rồi. Thì lúc đó thì gia đình ảnh mới nhớ tới ảnh, mới nhớ chực ra là còn có một thằng cu thiền nó ở đây một mình đó. Ảnh là người mượn tiền em, mà hồi xưa đến giờ là ai mượn tiền em mà không trả nghiệp quật á, bị cái này bị cái kia, còn ảnh á, ảnh mượn tiền em tới giờ ảnh đâu có trả đâu, bây giờ ảnh nuôi lại em cả đời luôn. Là nghiệp quật đó, là bây giờ phải nuôi cả đời đó. Không biết hơn hay xui nữa. Dạ vâng. Mà lúc đó là quen nhau được bao lâu? Dạ trong 1-2 tháng đầu á. Mà tụi em yêu nhau mấy năm rồi? Dạ tụi em yêu nhau là từ năm 2014 tới giờ. Có cái biến cố gì? Dạ. Chia tay chia chân rồi gây lộn rồi này kia, lúc ấy còn nhỏ dạ, quá có, mà. Dạ có. Tầm khoảng 6 tháng đến 9 tháng á, tụi em có 18 cộng nhưng mà tự nhiên phát hiện ra là không có tín hiệu gì hết, cái ảnh tự đi khám, người ta phán ảnh là chỉ có khả năng sinh con là 8% thôi. Cái ảnh tự buồn, mà ảnh biết em thích nít nên ảnh kiếm lý do chia tay em. Anh đâu có lý do gì đâu, chia tay đang vui vẻ, cái ảnh tự nhiên đang ngồi ảnh quýnh em quá trời luôn, tát bóp em muốn rụng răng luôn. Trời em tức, cha mẹ tôi chưa ai quýnh tôi ngày nào hết, mà ai người lạ quýnh tôi là tôi quýnh nát nước luôn. Cái anh đè đầu quýnh quá trời, cái tự nhiên ôm em khóc. Khóc cái này rồi kể mới nói lý do đó. Dạ, đúng rồi. Mà tôi nói thiệt, đúng là mấy ông nhạc sĩ chắc cũng bay bay trên trời. Dạ đúng rồi. Không biết tìm lý do nào đánh. Thì bởi vì đang ngồi cười vậy đó, đang đi uống cà phê, đang vui vẻ, bây giờ tự nhiên từ cái trạng thái vui mà chuyển qua trạng thái buồn thì không biết chuyển như thế nào. Ông quýnh em một cái nên là thôi mình chuyển ngay lập tức luôn. Hết hồn luôn em. Dạ, em hết hồn luôn. Mà em hết hồn thì em cũng em miếu miếu rồi, em muốn miếu rồi, nhưng mà tự nhiên em tức là đau quá, em đau quá em không miếu được á, cái xong rồi em mới suy nghĩ là tại sao miếu phải quýnh trước á, rồi miếu sao, em quýnh đè đầu quýnh quá trời. Lúc đó là tởn, từ lúc đó em quýnh xong là tởn luôn, hết dám đụng em đó. Em nghĩ sao, còn mới quen thôi mà chưa gì đã sợ hãi là sao vậy? Dạ thì kinh nghiệm tình trường của em thì không có nhiều, vào Sài Gòn thì cũng đâu có em biết ai nhiều, thì có được bạn nữ này thì cũng may mắn lắm rồi, nhưng mà khi mà biết kết quả đó thì em cũng hơi bị hoang mang, tương tội lai bạn, đúng không? Đúng rồi, tương lai sẽ không đi tới đâu, mà mình không nên để phí cái thanh xuân của người ta như vậy. Thì lúc đó tính ra là cũng gần như là tới tuổi có thể là lập gia đình được á chứ. Cuối cùng thì sao? Em mới thấy 8% đó là nhiều á chị. Thì bây giờ tụi em hai đứa rồi, nhìn nhận lại là 8% mà hai đứa. Hóa ra là 8% là một con số nhiều. Nhưng mà nè, các em là có nghĩa là có em bé trước khi cưới hay là sau khi cưới? Dạ có em bé trước khi cưới, nhưng mà cái chuyện này là nằm trong dự tính của tụi em. Hai gia đình không chịu hay sao mà? Dạ vì ba em khó sinh ba lấy chồng á, ba em kêu là 30 tuổi thôi, mà 30 tuổi là hết đời của em rồi. Hồi đó giờ em không có dẫn ai ra mắt hết, cái xong rồi em cho anh này gặp ba mẹ em, em diễn cớ cho gia đình em ra Đà Nẵng thăm gia đình ảnh, cái xong rồi em về, cái em có bầu. Không chỉ lần đó đâu, những cái ngày bình thường, ngày đẹp trời nào đó thì dạ em lúc đó cũng đã nói là em hai vạch rồi, nhưng mà là nói xạo không hà. Nhưng mà tự nhiên tới một cái ngày mà cũng nhắn như vậy, cũng y chang câu từ như vậy, nhưng mà linh cảm đó là sự thật. Em thấy cũng hơi lo, chưa ổn định được cái gì cả, mà tài chính thì cũng khó khăn. Cái thứ hai là chưa nói chuyện với gia đình. Dạ mới gặp mặt thôi, nhưng mà chị tưởng là em phải mừng chứ, tại vì cái vụ 8% đó đó, mừng trước mới lo sao. Thì em lại ngược lại, em lại bị lo trước. Sau một thời gian thì em lại thấy ủa, đây là việc mà hai vợ chồng mình đã đi tính trước rồi đi chùa khẩn rồi các kiểu, thì em lại thấy đó là một tín hiệu tích cực, con là trời ban. Thời điểm có bầu á, anh này đi thi The Remix vô vòng chung kết, lúc đó em không mình nè, em không nói được với ai hết, em phải tự tổ chức đám cưới. Bên nhà chồng em thì biết, anh chị chồng cũng giúp em được một số thứ. Lúc đó khó khăn á, anh đi thi mà anh đâu có đi ra giúp em được đâu, em phải tự đi. Đi đến nỗi mà động thai luôn, nhưng mà em vẫn cố gắng vì ảnh và vì em nữa, rồi rốt cuộc tụi em cũng có một cái đám cưới. Nhưng mà chị hỏi Thiện nè, cái lúc mà em nghe tin vợ em có bầu á, cái cảm xúc của em sao? Lúc đó cảm xúc em ở trong cái chương trình nó như thế? Cực kỳ lo lắng luôn á. Em phải nói là rất lo lắng, và em muốn giúp vợ những cái thứ đó.
Nhưng mà em lại ngăn cản, kêu là anh cứ tập trung lo cái việc đó đi, còn lại những cái chuyện đó để em lo được rồi, em lo được hết mà. Bây giờ gần như là 90% rồi, giờ còn 10% nữa không lẽ em lo không được. Em nghe thì em cũng thấy cũng thương, muốn giúp đỡ gì đó mà vợ nhất quyết không cho. Cứ vợ là cứ thi, dạ, em lại thấy thương vợ hơn nhiều. Với đôi trẻ mà phải nói một người rất là tài năng, một cô vợ rất là giỏi giang. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới bây giờ dạ là được 3 năm rồi. 3 năm hai đứa, trai gái đủ hay sao? Dạ trai gái đủ. Chúc mừng. Dạ. Hồi giờ nè, tới đại hội vạch mặt mà. Dạ. Tật xấu, em có coi chương trình này nhiều không? Dạ có. Em biết cái phần mà khui tật xấu không? Dạ em có chuẩn bị không? Rồi. Em rất đó, bây giờ cho em đăng đàn đó. Dạ. Bóc phốt, bóc phốt. Thật ra thì ở nhà em cũng lít ra được nhiều cái tật xấu. Tại vì cái lên chương trình này là em là người đăng ký, xong mà em đăng ký xong rồi em mới báo ảnh, ảnh nói là trời ơi bà hại tôi rồi. Rồi đây cơ hội của em đó em. Dạ anh hay cái tật gì kỳ cục, em đi toilet là ông mở cửa ra ông chụp hình lại, chụp lén em trong điện thoại, ảnh toàn là hình em đi toilet không, nó kỳ cục lắm luôn. Dạ không, bởi vì đó là tật xấu của vợ em là đi toilet không đóng cửa. Vậy em không đóng cửa là tại vì em chăm con. Em không hiểu lý do tại sao ảnh vô toilet chụp hình em hả? Ông cầm cái tấm hình em để ông đe dọa, tại vì em á, em là nắm cán ông hết mà ông đâu có nắm gì đâu. Cái xong mà ông cứ lấy hình đó là ê bà tin tôi không, tôi up bà hình này lên Facebook của bà đó nha. Đó, ông lấy hình em là ông đe dọa em. À đó. Tật xấu gì nữa? Mặt ngay trời, giờ nó hay hắt dữ lắm đó. Dạ dạ, em biết đó mà. Rồi tật xấu thứ hai của ảnh là hả, những cái đường xá trong thành phố của ảnh á, ảnh đi 5-6 năm nay rồi ảnh không nhớ một cái đường nào hết. Ảnh đi rước em là ảnh cũng không biết đường, toàn em đi bộ ra không à. Tức là tật xấu đó là không thể cải biến được, tại vì ảnh ở Đà Nẵng 20 mấy năm ảnh còn không nhớ đường Đà Nẵng nữa. Coi như là bị bệnh mù đường đó. Mùa hè đi lên phim trường quay chắc cũng lạc đường. Không biết luôn, không biết luôn. Tức là anh đi làm công việc gì á, một là em làm tài xế em chở anh đi, hai là anh đi taxi, anh chỉ biết từ nhà ảnh đến công ty thôi, rồi còn lại không biết gì hết. Rồi còn gì nữa không? Còn ngoài ra một cái tật xấu là anh không biết thả bơm. Điều tích cực chứ sao lại là tật xấu được. Anh không biết thả bơm mà mỗi lần anh đau bụng là anh đau bụng, anh không biết giải quyết như thế nào, thì con người mình phải thả những cái gì đó ra nhẹ nhàng, anh không biết thả. Em cố gắng động viên là thả bơm, anh nói sao em làm được, anh không làm được, anh không biết làm. Còn sao? Cái tật xấu thứ ba của anh là anh có hậu đậu không? Dạ, anh rất là hậu đậu. Tay chân anh cứ vụng về á. Ví dụ như anh làm cái việc gì á thì cái lực tay của anh sẽ là maximum. Còn kêu anh giảm lại anh sẽ làm minimum, anh không có ở giữa là medium. Một là mạnh cực đại, hai là ảnh mà tiểu. Ảnh mà làm gì cho em á, một là em đau, hai là con em chạy xước vậy đó. Nói chung là em mà thấy ảnh làm việc nhà là em sợ lắm, sợ đồ vật hư chứ không phải sợ gì hết. Có hay rớt đồ rồi. Ảnh làm hoài kiểu đó là đụng đâu rớt đó mà đó. Cái đó con là coi nào con rớt xuống nệm không? Dạ ảnh đoán tới nỗi mà con em nằm á, sơ sinh từ bệnh viện về nhà đặt xuống á, là ảnh lấy cái gói ảnh chồng hết con em đâu mất tiêu luôn, ở dưới ở đâu mất tiêu luôn. Trời sao mà ảnh nhớ lại, ô trời con mình dưới ảnh lục cái gói ra ảnh mới kiếm thôi. Hậu đầu ha, công nhận hậu đầu thấy sợ luôn á. Xong rồi con em á mà ảnh ẩm á là ảnh va đầu này va đầu kia, va đầu này va đầu kia, trời ơi nát nhỏ luôn á. Nát nhỏ. Ôi ơi bây giờ em búp bê vậy. Bây giờ em mong muốn ổng thay đổi gì? Em mong muốn ổng là thí dụ như là ảnh làm gì á thì cũng phải để ý xíu, tại vì cái tật ảnh không để ý á nên mà ảnh mới bị hậu đậu vậy. Từ từ thôi, làm gì cũng phải từ từ, điều chỉnh từ từ. Ảnh cái gì cũng làm ào ào cái xong rồi bể hết. Để thì tâm vô, dạ, để tâm rồi. Mà để ý nữa đúng không? Đúng. Tại vì nhiều khi lúc đó là đầu đang lãng đãng với những nốt nhạc, với những cái gọi là actor. Ảnh thì khi mà tập trung vô nhạc á, ảnh tập trung vô rất là tốt. Nhưng mà khi mà ảnh thoát ra khỏi cái phòng nhạc á, là ảnh như một cái con người gì em không biết nữa. Nhiều lắm em. Nói chung là ở trên anh đã từng chứng kiến rất nhiều. Bây giờ tới em nè. Dạ, em nói về vợ em đi. Đối với em có được người vợ như vậy đã là may mắn trong cuộc đời em rồi. Tất cả những cái mà tật xấu của người vợ em, một thời gian sau em lại thấy đó là một điểm tốt cho cuộc sống của vợ chồng. Thí dụ như là vợ em hay cằn nhằn đó, thì những cái lời cằn nhằn đó cái nhất là tốt cho mình, cái thứ hai là những cái lời cằn nhằn nó không đâu vào đâu hết, mà những cái câu đó thấy cũng đôi khi thấy cũng hay, vui em, vui phải không? Dạ, vui. Thế nên mỗi lần chửi thì em đều cười thôi à, xong rồi lấy những chính những cái câu đó lại viết ra những cái bài hát.
chất liệu, làm chất liệu để mà mình sáng tác ca khúc. Em sai, chúng ta sai đó, không phải từ là cái... Dạ, em cũng sai rồi, chúng ta sai. Dạ. Đâu có trả tiền tác quyền cho em đâu. Em trả cho em cả đời thôi, con gì trả nữa. Trả cả đời rồi, đúng không? Cái tiền tác quyền á, cuối cùng nhận về ai giữ? Dạ đây, dạ cho em chỉ là một cái tài khoản, mà tài khoản đấy giống như là hữu danh vô thực vậy. Hồi đó em 10 ngàn em cũng nói mới ăn đủ mà. Bây giờ em cho 50 ngàn hay 100 ngàn là ngon rồi á. Dạ, đúng rồi. Còn gì nữa? Còn gì xấu nữa không? Cái đoạn giống em không? Chính vì em đoạn quá rồi nên là bạn này không hề đoạn. Nhưng mà bạn này bị có cái là hay quên. Không biết là hay quên là do sinh em bé hay là như thế nào. Những cái chuyện mà đáng ra phải nhớ thì lại quên. Mà đáng ra phải quên là em phải nhớ rất kỹ. Cuộc đời của cô ấy là thích cái gì nhất? Dạ thích đếm tiền. Và chỉ thích mỗi đếm tiền thôi. Còn lại không thích một cái việc gì. Em về đương cọc tiền vẫn ngồi với đếm hoài không? Dạ có, đếm từ tối nay cho tới sáng mai thấy vẫn đếm. Em đếm xong em xếp theo ngay ngắn rồi xong rồi em xếp theo ngay hình. Đi bái Minh Nhí làm sư phụ. Ông thầy hiểu không, tiền mới là phải để riêng ra, còn tiền cũ là để riêng ra. Dạ. Ngày xưa ông thầy tôi, ông thầy của ông này nè là còn ủi nữa. Tiền mà tiền tiền phải đó. Tiền đẹp quá đó. Ủi. Tiền bằng giấy là ủi. Dạ em có ủi. Đó có ủi luôn. Em có ủi luôn. Em luôn hả? Dạ. Mấy cái tiền mà tiền giấy bình thường á là tiền 1 ngày 2 ngày em ủi. Em biết thầy Minh Nhí của anh không? Dạ. Biết thầy mình rồi, bữa nào Minh đi ơi, qua gặp bái sư. Mình bữa nay tôi kiếm được hậu duệ của Minh rồi đó Minh ơi. Trời, trời ơi, vợ chồng này cưng quá, dễ thương quá. Thật sự không có cái gì để góp ý luôn á trời. Thật sự sẽ không hỏi em là mong muốn vợ thay đổi điều gì. Dạ. Bởi vì nãy em đã nói rồi. Bây giờ những cái tật xấu đó lại là những cái điều mà những điều tốt là, đó là hay. Dạ, đối dạ. với em hiện nay. Dạ, vâng. Và em cần phải giữ lấy nó để gọi là trân trọng với nó. Dạ, đúng rồi. Thôi, xin chúc cho chúc hai vợ chồng phúc. Chúc hai em sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Công việc em sẽ càng ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn dạ. Coi như đúng là mới lớn, anh thì mới 19 tuổi hả? Em 20. Đè em xuống. Dê xòm em cho em la sùm lên. Cái điện thoại thu âm lại. Bắt đầu điện qua cho chồng em. Chồng em nghe bắt lên alo thì nghe ra ôi ơi này kia. Xong rồi cúp điện thoại, nhắn tin. Nhắn tin qua là xin lỗi anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Cặp vợ chồng bạn vừa bước lên thôi là tôi thấy tôi vui mùi sương. Nhìn giống, nhìn giống như là cặp thí sinh thanh lịch. Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Đặng Hoàng Nhân. Em hiện 26 tuổi. Hiện ra là kỹ thuật điện tử. Dạ còn em là Vương Kim Long. Em 27 tuổi. Em làm bảo mẫu. Bảo mẫu mà Kim Long nghĩa là vua rồng vàng. Dạ đúng rồi, tại em sanh năm rồng. Em mới nghe này chắc dạ. có lẽ là cái ấn tượng ban đầu anh đoán nha. Dạ. Ấn tượng ban đầu của hai người khi gặp nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về chồng em. Nói về cái ấn tượng ban đầu á thì em thấy bạn này là không có đẹp mà đọc mắt thấy mặt thì lúc đó mụn nhiều lắm chứ không được về đâu. Với lại tính tình thì nói chung là nhân trai á. Tại vì em với chồng em là học chung lớp điện tử. À. Nói chung lớp thì đông lắm anh, 80 người. Mà đặc biệt có mình em con gái thôi. Thì ngày đầu tiên đi học là thầy giáo nói không được em ơi, chắc em phải đổi lớp đi chứ không chịu nổi lũ yêu tinh này đâu. Thì em mới nói dạ thầy yên tâm, chưa biết ai yêu tinh đâu. Học chừng nửa tháng thôi ăn hiếp hết nguyên lớp tụi em luôn đó. Ừ. Là 79 thằng kia là bị ăn hiếp đó. Trong đó có mình em á là hiền nhất, mình ăn hiếp nhiều nhất. Lý do gì em ăn hiếp ông này? Anh biết sao, coi như mình á không có đẹp nhưng mà cái mình độc. Thật sự nếu mà nói về độc anh phải công nhận em là một trong những cô dâu rất độc. Ở chỗ là thường cô dâu lên ăn ngồi là em ăn ngồi. Nói chung có mình em gái là thành ra là bao nhiêu bạn trai dù không thích em thì cũng hay thích ghẹo. Nó mà đặc biệt bạn này thì không ghẹo anh. Tối ngày cứ nhìn em cười, nhìn giống như người bệnh vậy á. Thì hôm đó em quay mặt xuống á thì thấy bạn này cười với em. Nhưng mà lúc đó là thấy bạn này đẹp trai. Với lại anh chị biết sao không, đá cầu giỏi lắm á. Rồi em hay xin bánh không bao giờ cho. Trong khi mấy thằng kia là sẵn sàng hiến dâng bánh cho em. Lý do tại sao không cho? Thì không phải là do em ích kỷ hay ham ăn không cho bạn này đâu. Thấy lúc đó bạn này thấy ghét lắm kìa. Ngoại hình thì đâu có được gì đâu. Mặt mụn mà, mắt thấy nữa mà. Tại ham ăn nữa. Thấy ai đá hắn á thì mới lại nhà tới xin bánh. Mà em đá thua là không thèm gì mặt em luôn. Chứ thua heo thôi chứ trời. Mình ghét không cho ăn. Như vậy là theo câu chuyện kể của hai chồng bạn thì là em là người có cảm tình với anh này trước. Dạ đúng rồi. Vậy thì em là người tỏ tình anh này trước? Không, em không tỏ tình trước rồi nha. Em rủ đi chơi thôi. Tại em cũng thích anh này rồi. Đó thì em mới rủ sinh nhật em là hai đứa đầm sen chơi.
ngày đó là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Rồi yêu nhau luôn đúng không? Rồi bao lâu thì hai bạn mới quyết định là cưới nhau? Dạ không, quen được thời gian cái em thấy chán. Em mạnh mẽ cá tính, còn bạn này thấy yếu đuối quá. Coi như đúng là mới lớn, anh thì mới 19 tuổi hả, em 20. Cái thấy chán, thấy hiền quá đi. Rồi em mới tìm cách giả bộ chia tay. Nhà em ở là con gái không à. Thì mấy chị con gái cũng chơi trò cũng ác lắm. Đè em xuống, dê xòm em cho em la sùm lên. Cái điện thoại thu âm lại, bắt đầu điện qua cho chồng em. Chồng em nghe bắt lên alo thì nghe ra ôi này kia. Xong rồi cúp điện thoại, nhắn tin. Nhắn tin qua là xin lỗi anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Thì á, cái anh này cứ điện liên tục. Tự nhiên cái nghe bấm chuông, em mới xuống, cái anh này đứng hỏi em có sao, em có bị làm gì không? Tự nhiên lúc đó thấy tội nghiệp quá chị, thấy thương quá. Rồi cái em quay lại luôn, thấy là anh này thật sự chân tình với em. Em phải cảm ơn mấy người bạn của em á. Nhờ cái Lam mà có được hôn nhân ngày hôm nay. Tại vì nghĩ là lúc đó là giống như là thực sự nếu mà nghe như vậy mà tưởng là mình bị như vậy, dạ, mà vẫn chạy lên. Đúng rồi. Đó, bất cần thân bất thể coi như chạy lên nữa, dạ. Coi là có coi như gì 7 không? Năm rồi đó chị, mà em vẫn nhớ cái đó. Mà có thể những anh chị bây giờ đi nước ngoài coi lại sẽ nhớ cái câu chuyện này. Nhiều khi với những tình huống như vậy mà tự dưng nó bật lên những cái cảm xúc mà mình không có lường được, đúng không em? Em mới chợt nhìn lại là em thấy là coi như bạn này thương em thật. Đúng rồi. Cái mà em cho rằng là bạn đó là trẻ con á, thì thực sự là không phải như vậy. Đúng không? Thực ra người ta rất là sâu sắc. Rồi hai bạn yêu nhau thì đến bao lâu thì mới cưới nhau? Tốt nghiệp xong, ba mẹ tụi em mới quyết định là cưới. Hai gia đình cũng đã biết nhau rồi. Không may thì 6 tháng sau thì mẹ chồng em bị ung thư. Thì vợ em á là một tay lo cho mẹ em hết. Còn nhà em chăm sóc cả ngày lẫn đêm suốt một tháng trong bệnh viện ung bú ấy, thì ai cũng nói em là con gái đó, không ai nói là con dâu đó. Thì ba chồng với mẹ chồng nghe vậy đó thích. Đó thành ra là nhân dịp mà mẹ em vô thăm á là xin cưới em luôn. Mà lúc mà xin cưới em thì em lại suy nghĩ khác nữa, không chịu. Lúc mà Long chăm sóc mẹ em á thì mấy người ngoài ta cũng nói ra nói vào. Em cũng có phần lung lay, nhưng mà thật sự là rất là may mắn em có một người mẹ rất là tuyệt vời. Chính mẹ là người động viên em á là nghỉ làm đi nuôi mẹ chồng ha. Xong rồi lúc mà cưới hỏi thì mẹ nói với em vậy nè, mẹ biết á là con phân vân, kể cả mẹ cũng không muốn con gái mẹ khổ, nhưng mà con nghĩ đi, nếu đặt trường hợp lại là mẹ là mẹ bệnh đi mà nhân nó bỏ con thì con nghĩ như thế nào ha? Thứ nhất ha, thứ hai nữa có thể là con gặp một người khác giàu có hơn, nhưng mà người đó có thương con thật lòng như nhân hay không. Rồi thứ ba nữa, mẹ nghĩ vậy nè, ở đời có đứt mặt sức mà ăn. Khi nghe câu đó xong là em gật đầu cưới liền. Đúng rồi. Tại vì đúng là mẹ em mới là cái người mẹ mà thương con thực sự, mà thương đúng cách luôn, thương mà thương sáng suốt á. Có cho em ba cái lời khuyên như vậy. Quá là hay. Em nói thiệt chị nha, mẹ trời, mẹ chồng em, mẹ ruột em giống hai chị em chứ không phải là bà xui. Nói chung là anh nghĩ là hai bà mẹ sau khi xem xong chương trình chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Bây giờ sức khỏe của mẹ em bây giờ như thế nào? Cưới về tụi em có đem lại một niềm vui cho mẹ em, có thể nói là niềm vui lớn nhất từ trước giờ, đó là tụi em có một đứa con nên mẹ em có cháu. Tại vì mẹ nghĩ mẹ sẽ chết không ẵm được cháu gì mới mà giờ là quấn quýt bên mẹ hả? Mà cái mặt mà y chang mà nội luôn. Bây giờ sức khỏe của mẹ em cũng ngày càng tốt lên. Sức khỏe càng ngày càng tốt đúng không? Thực ra cái bệnh ung thư đó, cái tinh thần là cái quan trọng nhất. Dạ đúng rồi chị. Sẵn đây thì qua chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận xin đại diện cho chị Hồng Vân cùng với ekip chúc cho bác dồi dào sức khỏe để sống cùng với con cháu. Cảm ơn chị. Em xin bổ sung thêm là cả quý vị khán giả nữa. Cái tiếng vỗ tay như vậy đó là một cái sự ủng hộ, và mong rằng sức khỏe của bác gái sẽ tốt. Bây giờ trở lại đời sống vợ chồng của hai bạn. Em còn điều gì để mà em phàn nàn về cái người vợ của mình không? Sau khi cưới về á, cái mà em ghét nhất á là bừa bộn quá. Cái tính thứ hai á là nói chuyện thẳng thắn quá, nhiều khi á làm cho cái người đối diện người nghe á vật ý. Thẳng quá, nhiều khi đôi khi dễ đến chuyện mất lòng đúng không? Có ai nào là mất lòng phụ huynh người thân trong gia đình không? Dạ có. Thì hôm đó là vợ em cũng giữ bé, đỡ bé té. Thì bà nội mới chạy lên, bà nội nói cẩn thận đừng để bé té hoài, không có tốt. Thì bà nội vừa mới bước xuống cầu thang trên tay nghe cái rầm cái nữa. Trời. Bà nội mới lên, bà nội tức quá tại vì xót cháu mà. Nói là con giữ vậy hoài á, chắc là bé nó điên luôn á con. Thì vợ em mới hẳn tính, vợ em mới nói câu là mẹ em rất là buồn. Con giữ thì ba mẹ nói vậy, chứ ba mẹ giữ nó té, ba mẹ không nói đi. Không, xí cho em nói này nè. Nghĩa là anh muốn không đúng. Để em nói. Vậy nè, thì con nít mà chị, nhiều khi em vừa xây qua đây là nó đã chơi cái rầm rồi. Thì lần đầu mẹ lên nhắc, lần thứ hai nữa tự nhiên mới vừa xây qua nữa nó quất vô tường một cái đùng. Đó, thì bắt đầu mẹ mới chạy lên, mẹ mới nói trời ơi con ơi, trời ơi chắc nó điên quá con ơi.
Thì lúc đó em là mẹ nó, chị nên nghĩ thì mẹ là người thương con. Mình đã thấy nó té mình đau lòng rồi, mà nghe cái câu là bị điên nữa, em tự ái vô không? Thì em mới nói là ba mẹ giữ cũng té thôi, ba mẹ không nói, mà con giữ té thì ba mẹ lại nói. Anh phải nói cái giọng nhỏ lại chứ em phải nói giọng như anh đâu. Con nói cái giọng nhỏ lại chứ bộ. Trời ơi, anh truyền hình bị gì anh chị ơi. Em nói giọng nó nghe lễ phép hơn đúng không? Chứ không phải em nói kiểu mà nói thẳng thắn như vậy. Đó, khi nói xong em cũng thấy em cũng dữ dằn thiệt. Thì đó? Mẹ chồng với ba chồng đi xuống luôn. Thì chồng em về em cũng nói với chồng em là như vậy. Xong rồi chồng em lại cũng ôm em, hôn em. Rồi nói là thôi em ơi, mẹ lớn tuổi rồi, với mẹ bệnh vậy nữa. Em đã thương mẹ thì em thương cho luôn, đừng đi. Giờ mẹ thương cháu thì mẹ mới la em vậy thôi. Thì thôi xuống nói chuyện với mẹ ăn tiếng. Hồi suy nghĩ là thấy cũng đúng. Mẹ thương cháu thì mới nói vậy. Thì em mới chạy xuống mới nói là mẹ, hồi nãy á, con nói vậy á, con không ý gì đâu nha mẹ nha. Tại vì hả, con giữ nó cũng đâu muốn nó té đâu. Mẹ nói con vậy thì con cũng tức chứ bộ. Cái mẹ chồng em nói không, thì mẹ thương cháu thì mới nói vậy thôi. Thì con nói vậy thì mẹ cũng hơi buồn. Thôi nhưng mà mẹ biết tánh con mà, tánh con thì có sao nó vậy à. Thì thôi mất con giữ nó cẩn thận chút. Nó em mới ôm mẹ chồng em. Rồi đó, hai mẹ chồng huệ. Trời, hai mẹ huệ vậy thôi. Anh không hỏi vậy đó. Nếu như cho em một điều mong muốn vợ em phải thay đổi thì em mong muốn đó là điều gì? Nề nếp lại, để em đỡ cận. Có điều thôi, nề nếp lại đúng không? Dạ. Bây giờ bà Tiên cho vợ một điều ước thì vợ ước cái gì? Nói nhiều lên chút. Để em nói không mà hàng xóm ai cũng thấy mang hiếp chồng. Không em, nó phải vậy. Bên này nhiều, bên này phải ít chứ, đúng không? Dạ. Trời ơi, thực ra cái gia đình của bạn bây giờ đang rất là hoàn hảo còn gì nữa. Hai chị xui là như hai bà bạn. Con dâu thì vừa là dâu vừa là con gái. Đó, rồi vợ chồng thì yêu thương nhau. Trời ơi, chồng muốn vợ thay đổi cái chút xíu xíu thôi là bớt bừa bộn thôi. Cái đó làm 30 giây đúng không? Không phải đâu chị, tại vì em quá nhiều tật xấu. Mà cái tật xấu của em anh thấy với chồng em đó, là dù em có xấu bao nhiêu chồng em cũng giang tay đón nhận hết, bởi vì chồng em rất là hạnh phúc với người vợ. Dạ là tuyệt vời nhá, đúng không em? Vợ mình tuyệt vời, chồng mình tuyệt vời, em hạnh phúc. Chúc cặp vợ chồng tuyệt vời. Ảnh hỏi số phòng để anh nhờ bảo vệ bấm lên, rồi xong lên hốt hẹn luôn. Rồi xong lên hốt hẹn luôn. Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô gì đâu. Trời ơi, đúng rồi. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bây giờ tôi em cũng làm tùy bói nữa. Cái tóc dạ. Này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi highlight vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi. Tóc em tóc bạc rồi hả? Này không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là, nếu mà từ khi có con xong rồi nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở Thành nhà. Thành nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh ông chốt đơn. Em là chuyên của anh này đi ship thôi chứ học được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Đúng rồi, không có cửa vô chốt đơn. Tội nghiệp nhỏ dễ sợ luôn nhớ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè. Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói là nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng. Chúng cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không, anh có người miền Nam nè, cho anh xin số đi, tối rảnh đi nhậu.
anh kêu em bằng chị mà. Lịch sử chứ đúng không? Lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, em nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lấp chóc lôi choi lắm, người ta gọi là trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ông chụp mà em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bặt cho em số đi em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, lại luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn rồi. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi rảnh không chút đi nhậu. Sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi à có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi và thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra đi luôn ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa thôi chị, hai đứa luôn. Dạ rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đủ người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn, nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa? Sao hốt hẹn luôn em làm xí chỗ liền chứ. Để Dũng mất sáo qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình vũ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu có nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quắc anh em cho anh lên cái phòng em anh coi thôi, cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi xong lên hốt hẹn luôn. Rồi em có bị trễ chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sa Pa luôn. Không, đi về chứ. Mình không về hả? Hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á hả? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sa Pa quá. Thôi đi Sa Pa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn đi ở Nha Trang. Dạ, em ở Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cũng đặc biệt bên trong em? Lúc mà cô này cũng đá em, cũng đá em, cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á. Cô này cũng đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về, cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới về quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm, cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn lên như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Vợ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, chặn hết. Em chặn. Lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở được. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra, mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải biết có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, vậy nằm 3 ngày buồn luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay với anh này á, là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền, rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết cái gì gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay cái chân cái ngóc đầu dậy, rồi em lại đi làm xong là quên luôn.
Tới 4 năm tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ sẽ tìm bạn ổng, môi móc thông tin này nọ rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày, mua đồ tặng, rồi mắt kính, nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lụy tình ổng dữ vậy không biết nữa. Thương quá à. Dạ, cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau. Gặp nhau. Lúc đó sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về thúc lúc. Vẫn còn giận. Để mình ôm vậy, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là em, nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi. Hết tặng một rồi em đi về, đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á, mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương mình em. Thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào hay là em có một cái mối tình là trong quen chín mùi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chín chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác liền luôn. Mà em biết luôn, sao em biết được? Sau này ổng kể cho luôn, quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi, thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Trời ơi, nói chung là cũng là thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau khi đi quán bar đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán bar mà em bỏ em đi về đó thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối. Hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa. Và hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, nhưng nó ủa anh làm cái gì thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó có muốn làm chung với anh không. Ông nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn em gửi anh làm ăn chung, thấy em bán mỹ phẩm. Cái ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao này sai sao kiểu hốt xong hốt luôn và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chụp cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là ảnh không tiền thì em nói là em có tiền. Ảnh nói ảnh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do đủ mà thứ lý em do. Đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái dạ. lý do đó mà ổng được không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em còn nhớ không? Cũng 10-20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Mà xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em bị ngộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng. Em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em tìm nói là 30 mấy thì, rồi. Thì đó là mình vẫn cứ kiếm, mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu lấy. Thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà
em gia đình em phải gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á, không có làm một người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình, kiểu như là mình cứ theo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình, em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cưới đại cho vui vậy đó, chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ anh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ, chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Tao nói không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói là chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm, ban ngày là sẽ ngủ. 4 giờ dậy, tắm rửa, ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết, nó hụt hẫng lắm. Em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm, đi chợ, đi ship hàng. Rồi thay tã cho con, rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một mình hành hết. Dạ mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ gái có con trai cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha. Chứ em cũng không nghĩ thôi, em có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi ngược. Ổng nhậu là ổng nhậu vô 3 ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi, đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài, ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á, là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại Lê lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến, ở nhà chơi với con nhớ không, con không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh, cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à, giống ổng. Ố trời ơi, bởi vậy thì cái ông đi đâu chắc ông luôn ấy, giống ổng bị chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ, là sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thấy không? Không bây giờ thì em nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bây giờ anh mới nói. Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ, dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy. Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha không? Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dáng luôn lần. Quay mặt, mày điên hả Hằng? Mày muốn tao nghỉ lầu ở khóc tao chưa đủ bạc hả Hằng? Cũng nói em vậy lắm. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á. Em kể thật xấu của vậy bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. Cô ấy làm sao? Anh có nghe được phụ nữ là gia trưởng chưa? Còn là gia trưởng mà. Mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như thì vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giống được, vậy em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ, nữa. Stress hay là khách hàng đại lý hay là vấn đề gì đó em biết, mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao mà em stress này nọ em xả cho đầu anh, thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu là khác nó đúng tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chưa biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. Chắc là quýnh lại nó dữ lắm á, vợ em mới dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm mình nổi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Nhưng giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng đi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi.
mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Vậy được rồi. Ổng không thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá. Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em thấy cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh đó, mình là bất hạnh nhớ đúng không? Ok. Rồi, không, còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ, em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nghe. Dạ. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vậy Mùng Son. Anh nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh có xa tôi. Có nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, nói ông này em bị gì vậy ta, làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm, nhưng sau cái cú bà quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người, dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh, vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ hiện bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn, anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê, giống như bà nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng hồi nào ta? Như nhầm đúng không? Không nhầm, thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Mà không biết sao nhìn ra được em. Mà đúng không Quyên? Dạ, đấy. Chắc duyên số anh. Mà sao? Cả sao trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra Lê Nam không vậy? Không, biết sao không? Thực sự có cái gì. Em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo cũng có... Hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời, chỉ mây gì đó. Em không thoại gì hết, em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi, Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không? Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Thì em mới vô em kiếm nick ảnh. Xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhưng hỏi là anh còn đi đóng phim không. Rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Xong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng, em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi cũng như rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn họ gặp ở ngoài chùa bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích nó là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Tại có người yêu rồi thì sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi, chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa đó thì được cái chù linh, chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại, nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á,
đi luôn. Con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó, thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa, thôi anh nhận em làm em gái anh, rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian, dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Ừ, lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa Bà đó. Chùa Bà ở đâu? Chùa Bà Bình Dương anh. Ừ, đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. À, nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em ở ngay Thủ Dầu Một á anh. À, à, lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái, mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. À, phụ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. À, dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được á là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. À, cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi. Nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Ừ cũng được, cái trong đây có cà phê giỏng này vui lắm. À, nó ủa cà phê giỏng ủa đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê giỏng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái giỏng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái giỏng. Rồi ngủ vô đây chi. Tức nói, sao cái này má bị lãng lãng sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái giỏng. Cái tức quá nằm giỏng này kêu suy nghĩ à. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi cũng nói hết rồi. Mà cũng sao xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi, để đứng này cái tới đây cái là mình ôm luôn. À, cái kiểu gì đó. À, cái kiểu vậy. Bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh, không dám ôm. Thì em suy nghĩ liền, tại bà này bà gửi mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó. Mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy? Tự nhiên vô đây tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. À, mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là cái xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe qua, em thấy cái quán cà phê cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi, cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à, cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi, mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này, làm cho mình mê càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc là em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Không, dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không, không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu không biết. Phải alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu. Nói thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Ờ vậy thôi vô đi. Nói không được, vô đó sợ ma lắm. Bảo ông thiệt lòng, nói thôi vậy thôi thì em lên em có ăn ngủ. À, đó thì lên xong rồi tắm giữa đồ rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. À, em đâu có sợ. Thì nói vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ổng kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? À, em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. À, nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha. Dạ nhát. Anh nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh cô xa tôi. Cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Nhát. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. À, về vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó.
cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta, mà quấn khăn rồi chườm gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á, chườm hoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ, nghiêm túc. Dạ. Thế rồi... em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao? Em nghe em khóc luôn. À. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại ông lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt tổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ôi cái bụng trời không bụng lùm cái bự bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự vậy đó. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ ba rồi phải không? À, chỉ luôn, chỉ quạo. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm nay nhiều đứa. Rồi. Dạ ba, đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy, em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ? Chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong. Tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo. Ông gì đây? Tụi em ly dị. Ly dị. Tự nhiên là chưa gì ly dị. Phải có lý do chứ. Ly dị. Để tôi về. Chạy về tới nơi. Ông trả lời đi. Cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè. Ông đi sinh nhật. Ông kêu ai là bà xã? Cái bà đưa nguyên cái clip bà coi 20 phút em coi hoài. Ủa tôi nằm chỗ nào nè? Tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời ơi y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn em. Em tua đi tua lại em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng rồi em mới điện cho ổng em nói là ly dị liền. Trời ơi mà chỉ nghe cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức trời ơi giọng không phải của tôi mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em úp hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ ơi. Là hết bớt rồi đúng không? Bây dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên. Nhắn ông xã. Trời ơi, đó con xỉn rồi. Xã nào, cúp máy. Bà mở ra bà thấy. Bà chửi. Ông nào, ông xã nào. Nghe, ly dị. Có câu làm hoài. Ly dị. Ly dị nữa. Trời ơi trời, tức quá mà cãi không được. Trời ơi, tôi có biết này là ai đâu. Vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì. Chửi đồ ly dị này nọ cái. Tức quá lấy xe, lúc đó có chiếc xe hơi đó. Lao từ Bình Phước, lao về Sài Gòn. Lao. Ao 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 vô Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn. Đó. Tức. Đột quỵ đó. Em cái lần đó xỉu đó. Luôn ngay đó đột quỵ luôn. Em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó. Để chứng kiến là vợ tôi ghen tôi. Mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó. Thì sao? Lúc em dạ, sao? Lúc đó em khóc ở nhà em khóc. Mà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau cơ có 1 tháng à. Nằm niệm Phật trong nguyên cái buổi sáng không á xuống thăm ổng được. Ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy. Em cũng không biết làm sao hết. Mà giờ em đi không có được, tự nhiên có mình em hai đứa nhỏ. Nó là đứa nhỏ mới sanh ra, được khoảng 1 tháng 2 tháng không? Còn 1 tháng à. Thì cũng may, coi như là trời thương đó đúng không? Trời thương nó, chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình là chết người ta. Là chết luôn. Ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại. Nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Phải sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt nghiêm túc. Tới em nó quyền có tật xấu gì không? Ổng có tật xấu ít cũng ít chứ không có nhiều. Chưa? Thì em nhẹ rồi thôi đi em. Ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái phủ trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó cho ông ngái mình nóng vậy. Trời ơi nó tắt thở gì đó. Cũng vài lần rồi dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không ít lắm. Ừ lần đó nó hứa rồi
nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không, bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thì... thuốc luôn. Bỏ coi như cái luôn. Coi như cái ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu, cái đó là cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè, có bê bối, có bừa bộn, bừa bộn bê bối sạch sẽ không? Hay là ở dơ là hay như là... nào? Ở dơ, coi dơ không? Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo dục ra, quần áo dục ra, dục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, tự hai chồng thích nấu ăn á. Nấu ăn ngon không? Nó ngon, mỗi lần nấu là hai chồng mới lộn. Mỗi lần nấu là hai chồng mới lộn. Cái sở thích ổng khác, dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở, dở hay ngon, bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hơn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chúa hay giận. Giận lắm. Không thích là vali, đồ đạc bỏ vô. Bỏ vô đi. Đi. Mà đi ra tới cửa không kêu lại, tụi quay vô. Y chang vậy luôn đó. Tụi quay vô. Dạ. Thiệt. Có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nè? Nhấp, coi xem có kêu hay không. Có kêu hay không. Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó, dạ, có vài mấy lần. Mấy lần trước kêu, thôi chồng ơi, đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn. Cảm thấy lên, lần này thôi nha. Đó. Lần này thôi nha. Là vô là vợ chồng về, làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi luôn. Sao, có sao? Một bữa em tức quá, em nói thôi ông đi luôn đi. Ông cái lần đó lỗi là của em hay là của ai? Hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó. Mà ông cứ la làng rồi, ông cứ la em. Em bực bội quá, em nói sao lần nào cũng vậy. Mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali, lấy quần áo, rồi lấy quần áo Ben rồi để vô. Đi, cái em không thì mang nỉ nữa. Cái ông thấy em năn nỉ, cái ông càng hốt vô. Em nói rồi đi kêu taxi giùm cho. Rồi đi. Em nói dạ. Sao đi được? Trời, đi mất vợ sao? Ông đi ra tới liền, quay vô liền. Quay vô kiếm. Mà cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô? Mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời, mà, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn. Bớ, điện thoại, rồi tùm lum hết. Rồi ghiếc rồi bị lờn, rồi không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Bà, tôi uống thuốc chuột, tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em, có chuyện của nó có cái gì đâu. Mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn. Ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì vậy ba? Ba hãy chiêu cô chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe thấy order sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị. Nghĩa là thấy sợ rồi, cúp máy. Ừ, bao nhiêu? Cái gì 3 ngày, 3 tiếng thôi. Thôi 3 ngày, rồi 3 ngày tôi chết được sao? Thiệt luôn. Cúp máy, trời. Em sợ quá trời, sợ liền luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Dữ dựng dữ lắm mà nói thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ sai rồi, mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi nè. Thiệt. Ôi dễ thương quá. Rồi á, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực. Ý là thủ tục vậy đó. Có nực nữa không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt 120 coi là em lăn đây em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận. Lại dọn đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có vali của nhà em là lúc nào cũng ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thực sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bả dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bả sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bả vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Ông ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng. Trời ơi, sao đâu Nguyên, đứng lên nựng thử ông Nguyên. Làm y như đây, đó, đây. Đó nựng với. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái á. Khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế hề em đó quá. Là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau. Không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Không. Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không, nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe,
lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ, đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Tại vì sau 4 năm qua, vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. Để mình được lên, cái kiểu vậy á. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á, là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nặng. Đứt cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, nha. Chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe. Rồi, cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó, ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á. Đã vậy còn hả, đi chân không, quần thì sắn ống cao, ống thấp. Trời thì mưa, đi chân không, lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi. Cái xong say, leo giường ngủ. Trời ơi, em lên, em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á. Khiếp gì đâu á, đêm tân hôn là thảm hại lắm. Cũng chèo queo tới sáng luôn. Vậy đó. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tự giới thiệu em là Mai Văn Huy, 29 tuổi, hiện đang làm bảo trì cho một công ty. Em đến từ Đồng Nai. Thế còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. Cũng ở Đồng Nai? Dạ em... Vợ của anh nên em về Đồng Nai ở luôn. Hai chồng từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Rồi hai em là lần đầu tiên gặp gỡ là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong cái đám cưới của một người bạn á. Ảnh là bạn của chú rể. Còn em là bạn của cô dâu. Hai tụi em là đi bưng quả. Ảnh lại phụ rể. Em nhìn qua thì thấy ảnh cũng đẹp trai. Trai đúng không? Dạ. Mà ảnh cũng lịch sự lắm. Ít nói, con trai ít nói thì em thích. Thế còn Huy thì Huy có đĩa cô này không? Dạ nói chung là mới đầu thì cũng có ấn tượng. Em ngó sang một bên thì thấy cô nào cũng xinh hết. Nhưng thấy riêng cô này thì mặt đỏ ke. Đánh màu bị lố hay dạ, sao? Không, uống chắc cũng uống cao thủ á. Định nổi đó. Thế là em mới xách bia qua mời. Thì mời được có một ly à, mà bị quất lại hai ly luôn. Thế là em choáng quá, chạy về luôn. Đổ mạnh. Cho cái máy đến tận gần lúc về mới chăm qua xin số. Mới xin về bàn thôi mà bao nhiêu thằng nó bu lại, nó xin. Em có cho không? Dạ, có cho. Bạn đi 6 tháng sau, ảnh mới nhắn tin cho em là do sĩ diện. Kêu là 6 tháng luôn hả? Dạ, kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Sao mà phải đợi tới 6 tháng sau? Dạ nói chung là em cũng tải Zalo về á. Có số trong đó sẵn rồi nên nó tự trend vô. Hay là em thấy cô này quen quen. Thế là em mới gửi một cái sticker hello. Ai ngờ chắc đang on. Gửi lại luôn. Thế là nhắn qua nhắn lại chắc hơn một tháng á. Thì hôm đó là 30 tháng 4. Cô ấy xuống dưới Đồng Nai chơi. Thế là em ghé nhà ảnh, tổ chức ăn uống ở nhà ảnh á. Xong bọn mấy đứa cao hứng dắt nhau đi Vũng Tàu. Ổng chạy ghê lắm chị ơi, em ngồi sau mà về là em ngồi sau là em khiếp luôn. Là cố tình để em ôm chặt á. Có gì không?
Dạ không. Em không gì kia... Thôi ông đừng chối ông ơi. Cái chiêu của mấy ông là tôi biết hết trơn. Hoặc là phóng nhanh hoặc là chui ổ gà. Cái là em cứ đòi về, cái ảnh hứa là thôi thôi em cứ ngồi đi, anh chạy chậm lại. Cái rồi rảnh lắm đi xuống Vũng Tàu đánh một vòng cái đi về vậy á. Vậy đó, ừ, đi yêu về. Nhau là chỉ cần ngồi xe vậy thôi mà. Nhưng mà đi với một đám bạn luôn chị. Thì chính vì đám bạn mới vậy đó. Chứ nếu đi mình lỡ lại Vũng Tàu rồi. Trời đất ơi, đúng không? Điến. Cái đi về, cái ghé vô một cái quán bánh canh á, cả đám ngồi ăn. Thì em cũng nói là thôi cái kệ, cái chầu này để em trả đi. Tại vì nguyên ngày nay em ăn free rồi, thôi cho em trả đi, em ngại quá. Cái mấy anh bạn thôi, đừng để đó, để đó tụi anh trả cho. Anh này rút bóp liền, trả liền, ngăn liền. Dạ, anh Huy trả. Xong rồi đó em mới con trai thì nói gì làm luôn đi. Em nghĩ anh này cũng có cái tốt, cũng cái nào cũng có cảm tình. Lý do đó là nhờ cái quán bánh canh. Đúng rồi. Kể từ cái chầu bánh canh đó cho đến lúc yêu nhau đó, lúc mà chính thức yêu nhau là bao lâu? Dạ thì khoảng hơn một tháng sau, trúng cái sinh nhật của em, cái là anh kêu thôi anh lên chơi tổ chức sinh nhật cho em. Thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi với công ty, anh chị cũng tổ chức cho em, cái là uống cũng hơi say say. Cái anh này lái xe từ dưới Đồng Nai lên á, đợi em ở ngay nhà trọ. Em về là trong cái trạng thái là xỉn em rồi. Dạ say rồi. Cái em đi lên mà em nhìn anh này không có rõ nữa. Em rồi lúc đó cái cảm giác em sao? Dạ em nhìn thấy trời ơi mặt cũng đỏ ke như hồi mới gặp. Dạ, thế là em chiều lên phòng trọ mà trên lầu 2 là có làm gì không? Dạ không. Em sẽ nói để ta từ từ. Không, lên đó thì em chỉ nói là anh ơi em mệt quá. Cái là em ngủ thôi. Ngủ một giấc từ 12 giờ tới 5 giờ luôn. Để em ngồi đợi vậy đó. Lúc lại dậy phải chắc đi ói nữa. Có hốt ói không? Dạ có. Đó. Thấy chưa? Lên mà hốt mâm luôn. 5 giờ chiều hôm đó thì em cũng ráng em dậy. Thì em cũng ngại. Mà em cũng có hẹn bạn chơi nữa. Xong tối hôm đó dắt anh này chung với cái đám bạn của em. Có nhậu nữa không? Em nhậu không nổi nữa, mấy bạn vẫn uống. Anh này uống. Cái là tới 11 giờ khuya, cái là anh chở em về phòng trọ, cái anh về lại Đồng Nai. Chị muốn hỏi em nè, cái cảm giác của em khi mà em thấy vợ em mà uống dữ dằn vậy đó, rồi ói mửa vậy đó, em có cảm giác là em muốn dừng lại không? Dạ, cũng cái lúc có đó, đó em nhìn thấy con gái xong mà ấy quá, quá lố ấy. Uống đồ dữ quá, nói chung về cũng nản. Là bữa đó là anh về anh muốn bỏ cuộc rồi. Ừ. Cái hai đứa cứ nhắn qua hỏi thăm, nhưng mà hồi hai đứa nói chuyện nó cũng hợp nhau á chị. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á, cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với anh luôn lúc đó. Cái thời gian tụi em yêu nhau á, thì yêu xa mà một tháng thì gặp nhau có 2 lần. Cũng có nhiều lòng mình tủi thân. Thấy người ta chở người yêu đi rồi tặng hoa rồi các kiểu, mà sao mình Đồng Nai với Sài Gòn cũng đâu có xa lắm đâu chị. Nhiều khi em nghĩ là có khi nào mình đi làm về á, cái 8 tháng 3 cái ổng đứng đâu trước ngõ nhà mình rồi. Cái ổng một bó hoa, ổng chờ mình ở đó. Trời ơi, Hạnh nghĩ vậy thôi. Có khi nào ổng vậy không? Cứ chờ, ai ngờ về nhà không có gì hết. Cái lên gọi điện cho ảnh. Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ảnh kêu, ngày gì vậy em? Ngày gì mà anh thấy bán hoa quá trời luôn. Mình nghe mình thấy bực bội trong người, cái là em sạc cho một trận. Em khóc ôm sầm lên. Cái là sau đó là mới rút kinh nghiệm là lãng mạn hơn chút xíu. Rồi yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ tụi em quen nhau chắc được hơn 1 năm ấy. Rồi hai đứa thấy cũng hợp, rồi lén lén rủ nhau đi chụp hình cưới. Dạ đò đi chụp hình cưới thôi mà về cưới luôn vậy đó. Vậy là em chưa kịp trở tay rồi hình cưới có rồi đó, bây giờ là cưới thôi. Cưới luôn. Dạ. Rồi cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á. Đã vậy còn đi chân không, quần thì sắn ống cao ống thấp. Trời thì mưa, đi chân không lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi. Cái xong say leo lên giường ngủ. Trời ơi em lên em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á. Khiếp gì đâu á. Đêm tân hôn là thảm hại lắm. Cũng trèo queo tới sáng luôn. Vậy đó. Rồi cưới nhau về thì anh ấy có nhiều cái tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là ngủ bất chấp á anh. Thứ nhất là nhậu về là không bao giờ tắm. Bay lên giường là ngủ luôn. Từ lúc em về là em phải tống vô nhà tắm, em khóa cửa lại. Rồi trong đó làm gì làm, bước ra cho em lại thơm tho, em mới cho lên ngủ. Tiếp đi. Rồi ảnh là ngủ bất chấp, ngủ đứng, ngủ ngồi,
ngủ ở cầu thang, ngủ ở ghế, ngủ ở dưới đất, ngủ ở đâu cũng ngủ được. Trời đất ơi, cơn ngủ gì đâu mà ngủ ngoan vậy. Ảnh có cái nữa là không bao giờ giặt đồ. Hồi xưa, nói chung là hồi xưa trước giờ là không có giặt đồ, mẹ giặt. Nấu ăn nè, rửa chén thì chịu, nhưng mà mỗi lần mà kêu anh ơi anh vô giặt đồ đi. Không, anh không thích giặt đồ. Có lần em mệt quá anh, hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Ủa nhưng mà là giặt tay hay là giặt máy? Dạ hiện tại tại có hai vợ chồng với mẹ không có nhiều đồ nên em giặt tay giặt thôi. Thôi có con thì hãy mua máy giặt. Có nghĩa là em bệnh hả em? Thôi đồ để mai giặt. Em nói đi, bây giờ tới em đó, em nói đi, nãy giờ thấy em cười không à? Vợ em thì được cái là rất là nhát nấu ăn. Đó, thấy chưa? Lười không nấu ăn. Đâu em. Bên đây lười giặt đồ, bên đây lười nấu ăn, ta phải có qua có lợi chứ. Lười ăn nữa chứ. Lười ăn luôn. Dạ, lười ăn nên gầy. Ừ. Dạ. Rồi có cái tật là hay cào cấu ấy. Cào cấu trong lúc nào? Nói chung là nó có nhiều lúc không nghe, có những lúc cào cấu ta thích lắm á. Nó cào cấu trong lúc nào? Dạ. Bằng đêm hay bằng ngày? Nói chung là mọi lúc mọi nơi á. Ồ, lúc nào cũng cào cấu luôn á. Bực bực nói gì đó, bực là cấu nhéo không à. Em có bao giờ mà bị thương chưa? Dạ có coi, chảy máu luôn á. Trời đất. Rồi còn gì nữa? Dạ ngủ thì hay kiểu như là vách chân vách cẳng lung tung á, xoay lung tung hết. Nhiều khi ngủ thấy khó thở á, mở mắt ra thấy mình cái giò. À, thường xuyên không? Dạ cũng hay lắm ạ. Tự nhiên đang ngủ bỗng nhiên thấy núi đè. Rồi còn gì nữa? Dạ có còn là hay kiểu như là mua đồ á, mua đồ nói chung là không kiểm soát được. Dạ thích gì là mua đấy. Là một nhà luôn. Giày dép là hai kệ, để không hết. Quần áo cũng thế. Dạ đến khi mà đi đám tiệc hay gì đó cũng kêu là em không có đồ để mặc. Tiệm shopping. Bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? Nói chung là nấu ăn thì em nấu cũng được. Em chỉ mong sao mà ăn nhiều một chút. Với cái vấn đề chi tiêu á thì mình cũng biết hạn chế một chút. Cái gì cần thì mua. Có kế hoạch đó. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong bên vẫn giữ mãi như bây giờ. Tới hồi mà có con á thì mình phụ qua phụ lại, như giặt đồ mình không thích thiệt. Nhưng mà sau này vợ làm cái này thì chồng làm cái kia, ảnh phụ em cái việc trong cái việc chăm sóc con nữa. Mà tiền ai giữ nè? Dạ tiền thì cứ tới lương là ảnh chuyển hết qua tài khoản em. Thì dĩ nhiên rồi. Trời ơi. Đó, bởi vậy tại sao hỏi câu cuối cùng là chết chốt hạ cái chỗ đó đó. Đúng là phải có cái kế hoạch chi tiêu. Hiểu không? Yeah. Đã nghĩ tới chuyện có em bé rồi mà không có kế hoạch chi tiêu là chết. Mai mốt còn đồ em bé nữa, ghiền lắm luôn, thiệt. Nhưng phải có kế hoạch, em hiểu không? Thôi chúc cho hai vợ chồng em luôn vui vẻ, thuận thảo nghe. Và mau chóng có em bé. Dạ, yeah, em cảm ơn anh chị ơn. Nhiều. Rồi, cảm ơn tụi em. Dạ. Yeah. Đi đi ăn. Đi ăn. Lần thứ hai. Lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi. Đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em đến thinh để cho chở đi. Mời quý vị chúng ta cho thêm một tràng pháo tay nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Gặp hai đứa là thấy vui liền ha. Tươi dễ sợ tươi vậy. Vừa bước ra tưởng Ngô Kiến Huy không à. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Mạnh, em ở Thủ Đức là chủ salon Khai Cát Vương. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là My, 30 tuổi. Em hiện là tổng giám đốc công ty Thế Giới Nội Y. Mà là em bán kinh doanh online hay là em có một chuỗi cửa hàng, một chuỗi shop? Dạ em có một chuỗi cửa hàng luôn. Rồi chị sẽ ghé. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ có thể chia sẻ cho anh với chương trình được biết rằng là hai em lần đầu tiên quen biết nhau như thế nào? Tụi em á là quen nhau ở mạng xã hội dành cho người độc thân. Lúc đó là em có một cái mối tình 4 năm. Thì xong rồi em chia tay cái bạn đó, em buồn quá. Em mới vô em đăng ký một cái tên ở trong cái trang web hết á. Cái xong cái em lướt lướt, cái ông này ổng mới nhắn tin cho em. Cái em bấm vào cái avatar em thấy Dạ. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm. Em số điện thoại của anh à, có gì gọi nha. Xong anh đi nhậu. Chắc lúc đó là ảnh là chắc là có người yêu rồi cho nên mới kiểu thả thính vậy đó đúng không? Dạ không, lúc đó là em mới chia tay con gái cũ xong. Bạn bên đây cũng chia tay. Bạn bên đây cũng chia tay. Hai đứa cùng một lúc giống như đồng cảm á. Sau đó thì là
em có gọi rảnh không? Dạ không, em không gọi. Lúc đó là lúc em còn trẻ, nhiều người theo đuổi lắm, cho nên là em cũng không quan tâm mấy. Nhưng mà em cảm thấy là có ấn tượng, tại vì những cái người kia là phải nhắn tin, hẹn hò, đưa đón rồi. Ông này cũng vô ông quăng cái gì. Mình cảm thấy là cũng tưởng, có thích tới dạ. Xong rồi mấy hôm sau nữa cái ổng thấy em chảnh quá, em không thèm trả lời, ổng lại nhắn tiếp. Đó. Nhắn mấy lần? 2-3 lần. Cái xong cái tụi em mới add cái Yahoo, ngày xưa là Yahoo. Tụi em nói chuyện với nhau được vài lần thì ra gặp. Tại sao lúc đó em lại chọn bạn này để em nhắn mà lại nhắn một cách mà thờ ơ vậy? Dạ không, em thích á, thấy nhỏ nhỏ dễ thương. Mà hỏi thiệt nghe, dạ, lúc đó là em thả một mình cô này thôi hay là thả cho nhiều cô? Cũng 4-5 cô. 4-5 cô. Chuyện đó em biết không? Dạ bây giờ em mới biết. Em biết là ví dụ mình nói nhiều á nó cũng không có hay, tại em nghĩ chắc ai cũng nói nhiều vậy. Bây giờ mình nói ngắn gọn, tức là có đường hướng sách lược hết trơn. Cái đó là cố tình chứ không phải là vô tình đâu nha em nha. Rồi á, như vậy thì là khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này có nghĩa là trên hình là đẹp nữa hả? Tức nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Dạ lúc đó em cắt đầu đinh sát luôn. Rồi còn em sao? Thấy giống trong avatar không? Dạ. Gặp là sốc liền không? Tiếng sét ái tình nổ ra. Không, đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Điều quá, điều. Quay cái vỏ. Gặp lần đầu thì đi đâu nè? Đi đi ăn. Đi ăn. Lần thứ hai. Lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em nín thinh để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á thì em quay qua em nói chứ chết rồi, em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kêu thương. Em kêu thương vậy cưới em nha anh. Cái ông kêu ở cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chết, thằng này bị khùng mấy gì á ta, em suy nghĩ vậy đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà. Cái em mới nói chứ anh ơi anh nói giỡn hay nói thiệt nha anh? Cái ổng mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là xé. Về xong cái ổng mới mời ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Là trong khoảng một tuần lễ thôi. Mà trong tuần lễ là em mất ngủ. Em mất ngủ. Sợ em sợ. Sợ ổng xé thiệt. Dạ em sợ là giống như về cái lóc hết Facebook này nọ kia đó. Là trốn luôn á. Em tại vì không biết nhà cửa, không biết đâu hết á. Tụi em mới gặp có 3 lần là tụi em quyết định cưới luôn. Như vậy là bao nhiêu lâu là cưới? 2 tháng. Tới tháng 8. Đúng rồi. 2 tháng sau cưới luôn. Là không đám hỏi. Tới tay năm sau là cưới luôn. Ngắn gọn luôn. Gia đình em mất hồn không? Mới đầu là mẹ em không chịu cho cưới. Sao vậy? Mẹ em đâu biết là ai đâu. Hỏi nó đâu, ba má nó là ai, nghề nghiệp nó làm sao. Em mới nói với mẹ em chứ thôi mẹ ơi giờ mẹ cho cưới đại đi, chứ không mốt có bầu cũng vậy. Thôi gì phải tranh thủ liền. Dạ. Lúc đó mẹ nghe rồi mẹ nói mẹ quản hồn mẹ em cho cưới liền. Nhanh đến nỗi mà có khi nào ba mẹ em quên ông này không? Chưa kịp nhớ tên á. Dạ có. Anh kể đi. Lần đó là thôi nôi con của anh vợ, bà vợ em dắt đi chào dòng họ. Cái xong bà vợ em giới thiệu là này cuối năm nó cưới My nè, cháu nó tên gì anh ba. Cái xong cái bà vợ em, con tên gì vậy con? Đúng không? Nhanh quá. Rồi nó dặn tên Mạnh. Cái mà anh ba cháu nó ở đâu vậy anh ba? Cái quay qua hỏi con ở đâu rồi con? Nhớ vậy là dạ. Không biết luôn á. Dạ. Mà hai đứa là cưới bao lâu rồi? Dạ 8 năm. Wow, trời đất ơi, 8 năm rồi đó hả? Ôi, dạ. Như vợ chồng mà mới cưới ngày hôm qua vậy đó. Không thì thôi, em hơi bất ngờ đó. Em tưởng đâu là chắc cái ông bà cái như đó, là cưới nhau là mới đây thôi. Mới đây thôi, dạ. Mấy bé rồi? Dạ 3 bé. 3 đứa. Wow. Từ sau khi cưới cho tới bây giờ thì các em có những cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình hay không? Có những cái biến cố gì nó xảy ra trong cái đời sống vợ chồng em? Dạ có. Nhiều không em? Dạ hơi bị nhiều. Tại vì tụi em không có thời gian tìm hiểu. Tụi em là tiến tới nhanh quá, cưới xong rồi bắt đầu sau khi cưới về thì hai vợ chồng mới bắt đầu tìm hiểu. Thì có những cái giống như là mình sốc thì... Ví dụ những cái gì? Em ở nhà là em là con cưng, là ba mẹ không cho làm gì hết. Hôm nay thì ở nhà giống như là mẹ cũng cưng, mẹ cũng không cho làm gì hết. Ông đi làm về cái ông tụt cái quần ông quăng giữa nhà, ông kêu giặt đi em. Nhưng mà giặt tay nha, đừng có giặt má nha, hư quần anh. Em cảm thấy trời ơi sao vậy, tại sao mình phải giặt vậy bộ. Dạ. Ngoài cái việc đó ra thì tụi em gây nhiều nhất là do lúc đó hai vợ chồng cưới nhau về khổ quá.
Hai vợ chồng không có kinh tế. Ông này ổng đi làm tiệm điện thoại một tháng không được luôn, có 2,5 triệu thôi. Mua tả sữa cho con hơn 1,000,000 rồi. À về là có con liền hay sao? 9 tháng sau, đúng 9 tháng sau là em sanh đứa đầu tiên. Ba mẹ em cũng có giúp thì giúp phần nào thôi. Xong cái hai vợ chồng từ đó cái lục đục, kiểu như ông này ổng về nhà ổng thấy em ăn ở không em chăm con ấy. Còn ổng đi làm ổng cũng cực quá. Cực quá. Dạ, cái lời qua tiếng lại. Tụi em ly thân tổng cộng là 3 lần. Ly thân một lần bao nhiêu lâu? Có, em chỉ nhớ lần lâu nhất là 6 tháng. Ổng về nhà mẹ ổng ở. Mà lúc đó là mấy bé? Đó là mới một bé. Tức là hai đứa lấy nhau là ở bên nhà em, dạ, đúng không? Ừ. Cái chuyện mà một túp liều chanh hay quả tim vàng là nó không thể nào có được hết. Quá khổ. Và nuôi thêm một đứa con nữa. Tụi em khó khăn quá cho nên là lục đục. Mình đó em nghĩ là thôi luôn á chị. Dạ. Em là lúc đầu là em đuổi đi. Em đuổi đi xong mà đi cái em hối hận liền luôn. Em hối hận liền xong mà em cũng có qua năn nỉ. Em kêu thôi giờ ở với em đi này nọ. Ông này là ổng quyết tâm ổng bỏ em luôn mà. Cho nên là ổng đi luôn. Ổng không ra gặp em nữa. Em tới chỗ làm em kiếm nhưng mà không ra. Xong cái em về em nói thôi xong rồi. Cái em mới đi ra văn phòng luật sư. Cái em nhờ người ta soạn cái đơn ly dị rồi đó. Xong xuôi hết. Tụi em không ly dị được là tại vì lúc đó em mù giấy tờ lắm. Đó đem tới cho người ta. Cái người ta nói thiếu cái này thiếu cái kia. Xong rồi bây giờ em muốn làm nhanh thì đưa anh 10 triệu đi, nói em không có tiền. Cho nên là thôi em cầm tờ giấy đó về. Trong cái thời điểm mà 6 tháng đó, khi mà em không gần vợ em á, không có gần con em á, thì lúc đó em có gọi là gì, cảm nắng một cái người nào khác không? Dạ không. Hay là chỉ cắm cúi đi làm thôi? Dạ đi làm kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền. Cái mà... ngày mà hôm mà đến mà làm què với vợ thì lúc đó làm sao? Dạ hôm đó là đi làm em dành dụm được ít vốn rồi. Dạ cái xong em xin nghỉ, bắt đầu chạy về năn nỉ. Nghỉ vợ. Nói chung là lúc đó cảm thấy kinh tế em tự em lo được nha. Có nghĩa em tự tin hơn. Dạ. Về cái chuyện có thể lo cho vợ con. Dạ. Em về em nói chuyện lại với vợ và xin hàng gắn lại thì nó có khó không em? Lúc em trốn á là em biết là thí dụ em trước đó em đã trốn rồi mà giờ em quay lại á là rất là khó. Em biết là thời gian đó trong ngày á là đang ở nhà cái bạn kia, cái sao em chạy qua em năn nỉ, quỳ gối em năn nỉ. Vậy quỳ gối năn nỉ luôn hả? Dạ. Ổng là ổng nhắn tin cho em mấy ngày trước rồi nhưng mà em không trả lời. Em chặn hết luôn. Xong cái ổng mới biết em ở nhà bạn của em. Ổng chạy qua tới nơi, ổng tông cửa vô, ổng quỳ gối xuống khóc. Em ơi, em tha cho anh đi, em muốn về với mẹ con em. Lúc đó em bé mấy tháng rồi? Dạ, con em khoảng 10+ tháng. Rồi lúc đó em làm cách nào để em nuôi được con? À lúc đó là bắt đầu em có kinh doanh cái đồ nội y rồi. Dạ, là có vừa đủ tiền tả sữa cho đúng nó rồi. Cái em mới suy nghĩ trong đầu em chứ thôi. Giờ con của ổng thì ổng thương, chứ giờ lỡ em thương người khác, người ta đâu có thương con em đâu. Thôi quay lại với dạ, ông. Cái xong cái quay lại. Xong thêm hai đứa nữa. Bây giờ qua chuyện kia đi. Sao rồi, ở với nhau 8 năm trời. Qua trải qua 3 lần sóng và gió. Vậy thì đó. Vậy thì bây giờ về cái tật xấu thì như thế nào? Chấp anh kể trước. Chấp luôn á, chấp kể luôn. Em thì em tính em nói chung chi tiết, kỹ tính, em thích chu toàn á. Đâu nói em đâu, em kể. Nói dở kìa. Từ đó là bắt đầu mới ra tật xấu. Đây bài bừa. Khác hẳn em đó phải không? Dạ, được hôm nào quơ dọn cái bắt đầu quay qua nói em bài. Trong khi nguyên nhà là em dọn sạch sẽ hết luôn. Tức là bài hay. Có quên có bài hay không? Dạ có. Rồi còn tật xấu gì nữa nào? Xấu miếng ăn miếng ngủ. Chung ngủ thì hay ngủ trễ, khó ngủ, nhưng mà em đụng tới cái là gừ ghê lắm. Vậy hả? Gầm gừ bị cắn luôn. Dạ. Tọc có phải không? Dạ. Đang ngủ mà khều khều tọc là lên cơn điên liền đúng không? Dạ đúng. Tọc giật chỏ. Dạ giật chỏ đồ á. Dạ, có ăn hiếp chồng không? Đánh chồng không? Có. Không có đánh nhưng mà ăn hiếp. Ví dụ em đi ngoài đường là em không dám dòm bậy bạ luôn. À là vậy thôi, ngựa đi đúng một con đường thôi đúng không? Mắc lại. Còn chuyện miếng ăn á, vợ em mới biết nấu ăn hồi lúc dịch tới giờ. Vậy là mới chưa được năm đó, dạ. Con gái. Trời ơi. Trước đó là không nấu luôn. Dạ ăn cơm tiệm hết luôn. Ôi, con gái ăn thì sao? Dạ ăn cơm tiệm luôn. Ủa? Cho con ăn cơm tiệm luôn hả? Dạ. Rồi lúc mà khẩu phần lúc mà nó nhỏ đó thì sao, ai nấu? Dạ cũng mua cháo dinh dưỡng ở ngoài ăn. Trời ơi. Em ghét nấu ăn lắm. Nhưng mà sao ghét nấu ăn vậy? Em cũng không biết nữa. Em mỗi lần mà ổng thèm em ăn nấu cái gì đó là em được cái là em nêm nếm ngon. Đó ổng thèm cái em ơi xuống nấu cho em kêu không. Thời gian em nấu em sẽ kiếm tiền.
rồi anh muốn ăn cái gì em sẽ order về cho anh ăn. Xuống nấu giống như là em sẽ bị mất thời gian, với lại em không có đam mê. Em mê tiền hơn. Đây là người phụ nữ của công việc. Rồi cái đợt dịch này bắt đầu mới là nấu đó. Dạ. Là làm online không á? Dạ đúng rồi. Cái đợt dịch này á thì là giống như là em có một bạn khách đó cũng thân. Bạn đó hay tới nhà chơi thì bạn đó thích nấu ăn. Thấy nhà em không nấu cái bạn đó nhảy vô bạn đó nấu. Nấu riết chồng em thích ăn gì bạn đó nấu đó. Cái một ngày nọ sinh nhật em, cái bạn đó nấu nguyên một mâm vậy nè. Trời ơi, ông này xuống mà mặt ông hạnh phúc. Ông nói trời ơi, em nấu nhiều quá vậy, ngon quá vậy. Cái em nhìn em nói chết rồi, không được rồi. Chết rồi. Mình cứ lo làm quá. Dạ. Phải cẩn thận. Đó, bắt đầu em mới học nấu từ đầu. Em vô em nấu, ngày nào em cũng nấu. Bây giờ là muốn ăn cái gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn. Hay quá. Chúc mừng. Vậy là cô gái này có tài lắm nè. Cô gái này rất có tài, không làm thì thôi mà đã làm là đâu, đó là làm hay, làm giỏi luôn, đúng không? Đúng dạ. Vậy. Đó, quá tuyệt vời nha. Rồi bây giờ tới em đó. Em thôi tật xấu ảnh đi. Chồng em á hả, tật xấu là ổng hút thuốc. Ổng hút thuốc rất là nhiều. Ổng hút mà có lần ổng bị lao phổi luôn. Lao phổi mà lên phường người ta phát thuốc uống miễn phí luôn á. Rồi xong mà uống hết bệnh rồi về ổng hút tiếp bình thường. Ôi nguy hiểm lắm. Dạ. Mà nhà có con nít nữa. Dạ. Đó. Với lại chơi game. Cái đó là tật xấu rồi đó. Thuốc game. Dạ. Game xấu luôn đúng không? Có ghiền dữ lắm không? Dạ. Ổng thì công việc trong nhà con cái rồi thì ok, nhưng mà lúc mà ổng cầm vô cái máy là khoảng ổng đánh một trận đó 15 phút nửa tiếng gì là ổng quên hết con ổng là ai, vợ ổng là ai, kêu gì cũng nghe hết trơn. Tập trung vô mấy trận đánh đó. Dạ, xong mà đánh thua cọc quá đánh con. Có uống rượu không? Dạ có. Đó thấy chưa? Nè, hút thuốc nè, uống rượu nè, game nè. Có gái không? Nữa, có ghen không? Có mê gái không? Dạ, chồng em đặc biệt là không có mê gái mà gái nó mê chồng em. Thành ra là bên này chắc ghen là dễ lắm nè, đúng không? Cái hỏi lại bên này cái tật xấu của cô ấy á là có ghen không? Dạ có. Ghen dữ dội không? Thì ghen mới là vậy nè em. Ghen mới là vậy nè. Không có dữ mà cứ kiểu vậy là xong rồi đó. Dạ bên này cũng ghen luôn. Dạ. Em có ghen không? Em có ghen không? Dạ có. Ui, bà bán đồ nội y nữ không mà ghen. Có ông đàn ông nào vô mua đâu. Dạ có anh. Ai vậy hả? Lúc đầu em cũng sốc lắm. Dạ. Vậy đó kiểu, hả? Vợ mình làm mẫu chụp luôn á. Dạ. Vậy sau em thay đổi suy nghĩ lại. Mới thì này coi như em coi như công việc công thôi. Việc dạ. Công việc đúng dạ. Không à ghen là ghen cái đó đúng không? Còn sao là hết không mà bây giờ hết ghen rồi. Có bắt vợ nhìn một hướng không? Coi như hai ông bà này đi có một hướng một cứ vậy. Còn không bên ông ta đi gì không biết luôn á, xe cộ kiểu gì. Kệ nó, kệ. Em nghĩ là con mắt liếc thôi chứ cái đầu không dám lắc. Chồng em đúng là cái tật xấu nhiều nhất là ghen á, chắc là ghen thôi. Tại vì giờ đi đâu em không bao giờ đi được một mình hết đó. Lúc nào cũng dắt phải theo. Dạ, đi gặp đối tác, gặp khách hay là bất cứ đâu là ổng đều đi theo em hết. Không bao giờ cho em đi một mình luôn. Em có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hay không? Vợ em thương em thì cũng thương rồi. Dạ, con lâu đừng lớn tiếng với em nữa thôi. Con dạ có người lạ xong rồi lớn tiếng với em á. Kiểu em hay tự ái. Những lúc lớn tiếng em tự ái vậy á, em có lớn tiếng lại với vợ không? Hoặc là về nhà có lớn tiếng với vợ hay không? Dạ không, em im. À im dạ. Không? Rồi tới em. Em thì em nóng tính, với lại em dữ lắm. Em rất là dữ luôn. Cho nên là những cái mà em nói là ồ anh đừng có như vậy vậy á, ổng không trả lời em, rồi ổng lại lặp lại giống như trên lại gan em á. Đó thì em mới la lên. Mà ông này ngộ, ông la lên cái là ông chỉnh chu lại liền à. Thích như vậy, con người thích bị ngược đãi á. Sao kỳ vậy, sao kỳ, sao em không giải thích cho vợ em hiểu luôn đi. Tại tính em hay chọc vợ em. À lầy đó hả? Dạ, hay chọc. Đó thì giờ cuối cùng rồi nè. Có thích lớn tiếng hay không? Không. Thôi vậy thôi, khỏi nói nữa. Thôi, hai đứa tự điều tiết đi ha. Một đứa 31, đứa 30 rồi ha. Tự điều tiết cái vấn đề trong gia đình đi. Tại vì hai người đã tự điều tiết nhiều lắm rồi. Ba lần ly thân là ba lần tự điều tiết rồi, đúng không? Rồi bây giờ cuộc sống giờ là ngon lành rồi. Ông chủ, bà chủ hết rồi, đúng không? Ba đứa con rồi. Tự điều tiết để hạnh phúc tiếp đi. Rồi, chúc mừng hai em. Cảm ơn hai đứa đã đến chương trình nghe. Tại lúc đó đi chơi là hơi trễ. Nó mà cứ ngồi ở đây nguy hiểm. Có gì vô đó nói chuyện xíu thôi. Nếu mà anh hứa anh làm gì là anh sẽ là con cún. Khi em cũng tin. Xong rồi sáng hôm sau ổng sủa luôn kìa. Tôi thà làm cún rồi.
Kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Và lần đầu tiên em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chào chị Hồng Vân và chào quý khán thính giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mọi người sẽ có những phút giây thư giãn trong chương trình Vợ Chồng Son. Quá mời em. Nói nghe nè, anh hai anh em mình đã gặp nhau ở đâu rồi phải không nè? Dạ, có lẽ anh em mình đã gặp nhau với lại những cái chuyến mà lưu diễn trong nước cũng như là nước ngoài. À, nói gì em là ca sĩ đúng không? Dạ. Rồi, hẹn chị nó quen quen á chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trường Huy và em đi hát với nghệ danh đó là Huy Kid. Hiện tại thì em vẫn đi hát đều đều cũng như là phụ thêm bà xã em trong công việc kinh doanh. Thôi mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Việt Hà, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là em đang theo lĩnh vực kinh doanh ăn uống và tổ chức sự kiện. Dạ. Tụi em ở Sài Gòn, mà quê của bà xã em ở Bảo Lộc, mà làm thì ở Phan Thiết. Ủa rồi sao? Rồi ai coi sóc cho tụi em ở trên đó? Dạ, tụi em có đội ngũ nhân viên như là đội ngũ quản lý. Mà Huy là ở thành phố, là chính là dân thành phố đúng không? Dạ, em ở Sài Gòn. Vậy thì làm sao cua được cô gái này thì? Chắc là đi hát, có lẽ là cổ đi coi và cổ mến mộ. Anh xin chữ ký rồi, ông thấy tao đẹp cua luôn đúng không? Anh nói đúng rồi. Wow. Em nhớ là như lúc đó là mùng 3 Tết, em ở Sài Gòn và được vào show mời về Bảo Lộc diễn tại một cái phòng trà tại Bảo Lộc. Thì bà xã em lúc đó là về quê cùng với lại một số anh em bạn bè rồi đi đến phòng trà nó ngồi coi. Thì em đứng ở trên em hát, thì khi mà em hát xong thì em thấy một bạn nhân viên, bạn cầm một tờ giấy là đến nói là anh ơi, có khách muốn gặp anh để mà nói chút chuyện xíu thì anh có thể xuống được không? Anh ok liền. Khi mà em xuống xong thì em gặp lúc đó thì nhìn bà xã em bầu bỉnh lắm, tròn tròn, nhìn múp múp lắm. Thật sự thì lúc mà gặp bà xã em á, cái em cảm thấy mình có hơi xao xuyến chút xíu, bởi vì nhìn lúc đó tin lắm. Lý do gì mà em lại thích bạn này mà em không thích một ca sĩ khác? Không phải chị ơi, oan cho em lắm. Có nghĩa là cái hôm đó là mấy anh của em mới tự lấy giấy viết xong rồi mời lên luôn đó. Thôi lỡ rồi mình cũng ngồi nói chuyện rồi anh xin số phone em cũng đồng ý luôn. Khi mà em xuống ngồi nói chuyện hồi xong thì bắt đầu là em cũng phải đi về Sài Gòn, thì bạn bà xã em ở lại Bảo Lộc. Thì trên đường đi về tụi em nhắn tin với nhau. Chồng em ga lăng lắm, nhắn được khoảng chừng 2 tin thôi. Rồi chồng em sẽ nhắn thêm một tin nữa là em ơi gọi điện thoại lại cho anh nha. Anh không chịu gọi mà em gọi. Em nói trời ơi sao mà ga lăng dữ vậy trời. Mà em cũng gọi. Đó, dạ trai, thấy chưa? Sao? Rồi em có hỏi tại sao anh không điện cho em mà bắt em điện cho anh? Có, em cũng hỏi, tại đến em thẳng lắm. Em hỏi luôn. Cái anh kêu điện thoại em bị hư rồi, nhắn tin rồi gọi không có được. Nhưng mà anh nói thiệt nha. Dạ. Em có thích mấy cái bạn trai mà làm ca sĩ không? Nói thiệt lúc nha. Lúc đó em chưa thích. Tại lúc đó em có bạn trai rồi. Ảnh về Sài Gòn rồi em thì ở dưới quê. Xong rồi mấy ngày sau em lên. Tại vì em học ở Sài Gòn. Thì ảnh tự nhiên cũng nhắn tin rủ em đi chơi. Mà nó thật là bạn trai em ở xa. Tới lúc quen là em chưa biết có bạn trai. Thật sự em không biết, không biết luôn. Giấu kỹ lắm. Nhưng mà hôm đó là đi chơi đâu? Bữa đó em gọi gan em rủ bà xã em đi chơi xa một tí. Đi cỡ cũng được Vũng Tàu thôi à. Thì em không nghĩ là bị cắn ớt. Cắn ớt là sao? Cắn ớt là có nghĩa là đi gài bả rồi nhưng mà cuối cùng không làm được gì đó. Ông rủ em đi chơi mà hồi đó em cũng nhỏ, em thích đi chơi lắm. Mà có người chở mình đi Vũng Tàu em thích lắm. Cái em nói dạ đi. Buổi chiều cũng đi biển đồ chơi đồ nghe cô ga lăng lắm chị. Em thích cái gì là mua cái đó cho em. Xong cái tối nó nói giờ mình đi ăn. Xong rồi ông kêu hay mình ăn ốc. Em nói cũng thích. Cái giờ ông kêu ngồi đây mà uống rượu đồ ít ít là vui lắm. Em nói lãng mạn ngồi nghe hàng dương gió biển. Em nói dạ cũng được, anh uống được là em uống được. Trời ơi, ông uống được chắc chừng 2 ly vậy. Có phải là ông ngồi, ông im lặng vậy nè chị. Ông nói chuyện vậy chứ. Lạnh quá, đổ nhẹ. Ok, lạnh quá. Nói là uống nữa không? Uống, uống em. Ông uống chừng thêm ly nữa thôi. Lại em thấy ông muốn té xuống. Say xỉn quá cần câu. Đổ luôn. Đô nhẹ quá vậy. Đi về chỗ ông chị. Về đến phòng một phát. Lăn đến sáng luôn. Là ngủ luôn. À, là cắn đớt là vậy đó hả? Em là em không biết uống rượu uống bia gì hết luôn á, thật sự á. Thật ra là trong ý định là muốn gài đúng không? Thì là có ý đồ. Nói chung là muốn ăn hèn mà ăn không được, rồi giờ ăn ớt rồi sao chứ. Nói chung là thức dậy cái cảm giác ăn như thế nào? Bức bối khó chịu, cắn rứt lắm.
Không biết em lúc đó là sao chứ cảm thấy mình vô dụng. Nhưng mà cái đêm đó là em thấy thì sao? Cái tính của em giống chồng em, uống vô cái muốn ngủ không à. Dạ, thật ra đô của em thì cũng không có hơn ổng mấy. Em nói chồng hôm nay không có ý đồ gì luôn á, rồi đi chơi mà mua hồi đó thích cái gì mua đó là nó thấy hơi hơi chịu chịu rồi đó. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết bạn gái em là có bạn trai? Đến khi mà em tổ chức sinh nhật cho bà xã em cùng với lập số người bạn bè cũng ít thôi. Bà xã em có một cái tin nhắn của bạn trai cũ, nói là em về nhà đi, anh cho người đem tặng em chiếc xe, thời điểm đó là xe đi lăng và SH. Đi lăng luôn. Dạ, đi lăng đó là màu đỏ bạc đô mới cáo cạnh luôn. Trời, xe đúng là mắc lắm đó nha, không giỡn. Bà xã đưa tin nhắn cho anh coi, cho em coi thì em mới nói là thì tùy em quyết định thôi chứ anh tổ chức cho em ở đây anh cũng thấy rất là vui hạnh phúc, thì em cảm thấy như thế nào thì tùy em. Nói thôi chứ lòng đau lắm đúng không? Không phải. Anh nói với em là tùy em nhưng mà anh cũng có thể mua cho em được. Giấu. Mà đang cái sinh nhật mình đâu có về được đâu. Lúc đó là cái bạn trai cũ đó là vẫn đang ở xa luôn. Dạ, ở xa. Xong đó khi đó về thì em im lặng chắc cũng một tuần hả? Một tuần thì lúc đó im lặng với bạn này hay là im lặng với bạn kia? Dạ im lặng với anh này, tại bạn vì này. Lúc đó bạn trai em cảm thấy có vấn đề rồi nên bạn trai em đi về. À, là về gặp em. Dạ đúng rồi. Thì có một hôm em đi với bạn em về, thấy người ngồi đậu cái chỗ mấy ông xe ôm á chị, nằm vắt lên cái xe vậy. Ngồi chờ đợi đó. Anh hiểu cái cảnh mà xe ôm mà chờ khách đúng không? Nằm mà hai tay gác lên trên nè. Để canh đó phải không? Để canh. Thì em nghi rồi, tức nghĩa là thấy mà gọi mà không được. Khi mà em đợi vài tiếng hồ xong, cái bắt đầu cô này và người bạn đó chạy về, chạm mặt nhau, em nhìn thấy con này trước mà lơ em. Rồi xong rồi khi mà người ấy đưa bà xã em về tới nhà rồi, người ấy đi ra ngoài đầu hẻm, tới em chạy vô. Người ta thường là đấu trí, đấu sức, còn mình là đấu đuối. Đấu với ai đuối hơn. Ngồi lúc đó là chắc từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Em biết em ngồi ngồi đó luôn á hả? Em ngồi, không ngồi có cho em lên ngủ luôn. Gì có nghĩa là ngồi đó để mà em nói chuyện. Em tức, giống như là em cho đỡ tức người mình. Lầy luôn. Nhưng bạn kia vẫn ở ngoài đầu hẻm chờ. Ngoài hẻm một lát cũng nói đi về trước. Còn cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì hai đứa dẫn nhau đi lễ. Hai đứa em được có đạo đi nhà thờ. Năm sáng. Thì lễ sớm nó vô khoảng chừng được chừng 15-20 phút thôi. Quá mệt, đi về ngủ. Thì về lúc đó em sẽ chở bà xã em về thì mạnh ai nó về thôi. Thì tiếp theo sau đó thì bà xã em mới suy nghĩ sao không biết. Em mới muốn gặp để mà nói một lời. Nói xong. Ông này ông khéo lắm chị. Ông đánh tâm lý được. Lúc đó kỷ niệm quen nhau hay anh nhớ cái ngày gặp nhau gì đó. Hôm đó anh không gọi gì hết. Cái hôm sau ngủ dậy thì anh thấy có người gửi món quà tới. Là một cái hồi đó anh nít anh thích con chuột hamster. Đến buổi chiều ảnh mới nhắn em là em ra trước đi. Cái nhìn xuống, trời ổng đang đứng ở dưới. Để xuống cái ổng đưa cho em món quà. Cái ổng kêu là em lên thay đồ này đi, rồi đi ra đây với anh. Xong em lên, trời tặng nguyên bộ váy, đồ trắng, đồ lịch sự lắm. Xong ổng dắt em đến cái nhà hàng. Có ban nhạc nữa, chị, có ban nhạc đến. Tự nhiên cái hát tặng cho em bài. Rồi tự nhiên cái nhũn nhùn luôn. Có nghĩa là lúc sao? Đó là dứt khoát cái tình cảm luôn đó đúng không? Lúc đó em là gọi là gục ngã luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Của giống như là tự nhiên luôn. mình cảm thấy là đây mấy người cho mình cảm thấy là thoải mái dễ chịu nè. Thời điểm đó em có phim Hàn cũng nhiều. Rồi sau bao lâu thì tụi em quyết định làm đám cưới với nhau? Đám cưới là phải 5 năm sau. Mấy năm sau luôn hả? Dạ. Vậy thì lúc nào mà em quyết em được ăn thịt mà em không bị ăn ớt nữa? Đó. Sau đây thì tự nguyện. Bữa đó em cũng rủ đi nhưng mà trong lòng em cũng nói là thôi. Bây giờ mình cứ tấn công hoài mà không được đáp hoài thì cũng ấy lắm thôi. Thì nào mà tự gợi ý rồi mình đi đúng không? Tại lúc đó đi chơi là phải trễ. Nếu mà cứ ngồi ở đây nguy hiểm. Có gì vô đó nói chuyện xíu thôi. Nếu mà anh hứa anh làm gì là anh sẽ là con cún. Cái em cũng tin. Xong rồi sáng hôm sau ông sủa luôn vậy. Tôi thà làm cún rồi. Làm ớt người ăn ớt nó cay lắm. Cưới nhau được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Lúc mới lấy nhau về thì bắt đầu có lòi tật xấu ra không? Có nghĩa là còn ngọt ngào say đắm đó. Nữa không? Chồng em là vô tâm kinh khủng, suốt ngày bấm điện thoại, cuộc đời của này coi tivi, vô toilet là 1 tiếng 2 tiếng mới ra. Mà em thì hả nhõng nhẽo vào giận hờn khóc là bắt đầu hả ông kêu là nín đi đừng khóc nữa. Quay qua, ổng ngủ tiêu rồi. Vô tâm. Hoài như vậy luôn. Coi như là vô tâm.
Riết giờ em tự khóc tự nín luôn. Em không cần dỗ nữa. Mê màn hình, mê toilet hơn mê vợ. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Có thật thà không? Riêng chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm như vậy mà cái tiền nào mình biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ông cứ nói là không có. Thôi em cũng, mà cái tính của em cũng không có hỏi nhiều. Cái có hôm á, lúc mà cưới xong á, hai vợ chồng á mới để dành được tiền đi mua xe. Thì lúc đó em, hai vợ chồng chị để dành được đủ tiền để mua cái xe, mà lúc cái xe đó nó có 2-3 phiên bản thôi. Thì lúc đó là chỉ có tiền mua cái phiên bản thứ hai thôi. Còn cái phiên bản thứ ba là phải thiếu 100 triệu nữa. Phiên bản cao cấp nhé. Dạ. Thì em mới nói thôi, bây giờ không có đủ tiền, thôi mua cái phiên bản thứ hai. Em tính là ngày mai đi lấy xe rồi. Tối về, ông không ngủ chị, ông chằn chọc. Ông suy nghĩ sao á, cái ông bật dậy ông kêu, em, anh nói cho em nghe, ngày mai đi lấy xe đó đi. Em nói, chờ tiền đâu lấy. Cái ông kêu, anh có 100 triệu. Lúc đó mới lòi ra cái nhĩ đen. Trời, lúc đó em giữ bình tĩnh dữ lắm chị. Em mới nói, ủa đâu ra anh có. Cái ông mới kêu là tiền anh đi diễn á, xong rồi anh cất rồi. Cất riêng đúng không? Đó, mà lúc đó em không dám la ông nữa. Em sợ em la là lần sau á ông giếm luôn, ông cho em biết. Đến bây giờ là kiếm tiền quỷ đen. Quỷ đen. Rồi, bây giờ còn... sao? Bây giờ còn. Bây giờ chắc còn... nhiều lắm luôn á. Mà ông giấu cho em biết á. Là gì có. Bây giờ là còn đặc xấu gì nữa không nè? Vô cùng sống ảo luôn. Trời ơi, đi đâu cũng hả? Em sống ảo đúng mà, đâu có sai đâu. Cái tính của em á là em không có thích chụp hình rồi up Facebook rồi này này kia kia đâu. Nói chung là cái tính em đi vợ chồng vậy là chỉ cần chụp hình làm kỷ niệm là được rồi, không cần khoe. Mà ổng cứ hả? Đi một ngày là 80 cái status. Chụp hình nhưng mà có kêu gọi người ta comment không? Coi như là sống ảo. Dạ không, tự lấy máy em comment luôn. Là ảo lắm luôn á, ảo diệu luôn rồi đó. Không, những tính em cũng vô tư thôi. Giống như là mình đi chơi thì vợ chồng đi du lịch cùng nhau thì đi đến đâu thì cũng muốn post lên để làm kỷ niệm, nhiều khi Facebook mình nhắc lại nữa. Chứ thật sự sống ảo thì phần nào đó thôi. Nhưng mà ở trong nhà đó, những cái việc nặng nhọc, những cái việc quan trọng là ảnh có chia sẻ với em không? Dạ, những việc mà nặng nhọc á là thợ làm, còn những cái việc mà nhẹ nhàng á thì là em nhờ là... thì ảnh bán. Thôi tội nghiệp quá, để chồng em, kể em đi. Không, em không có đụng vô mấy cái điện ống nước này nọ, tại em đụng thợ đâu làm, thì thợ làm đó. Dạ, đó bảo vệ đó. Dạ. Em xã em có thật xấu gì không? Trời, nhiều. Phải nói chứ, nhiều lúc em muốn đi ăn sáng mà không đi được, bởi sao ngủ từ tối đến đêm 12 giờ trưa mới dậy. Cái em nói trời, em làm sao mà em ngủ ít lại, ngủ nhiều quá là ú như heo luôn rồi sao coi được. Em biết rồi, mà ngày mai thì cũng là ngủ tiếp. Thôi bỏ qua cái này được không? Ngạt quá đi, bỏ cái này đi. Tại cửa, ngủ nhiều đó. Hay quên, nhiều khi một phần quỷ đen của em cũng nhờ bà giặt đồ tiền moi ra nhiều lắm. Tiền bỏ túi này túi kia, nhiều khi quần áo, khi em bỏ vô máy giặt em gom cái tặc em, nhiều khi rồi đem bỏ gì vô em phải móc ra coi. Đúng, nhiều khi giấy tờ quan trọng hay là tiền, nhiều khi gom lại cứ lúc mở ra được vài triệu luôn cũng chừng. Trời ơi, quên luôn. Gọi gì nữa nè, có hay ghen không? Bà này bà vậy nè, ghen, trời ghen rồi khỏi nói rồi. Lúc mà chưa cưới nhau thì cũng nói, mà khi mà cưới nhau rồi ý em bon chạy trước còn đi xe đó. Cứ nhìn hoặc đi đâu mà nhìn thấy mấy cô gái này nọ, cái nó nói làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, nhìn giống như muốn lé mắt luôn, mà trong khi đó mắt mình đếp riệp mà lé đừng có thấy ai đâu, chứ căng lên mà nhìn đường muốn khổ lắm rồi. Giờ nói với vợ đi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật sự thì muốn rằng là vợ bớt nóng tính lại, thì vợ rất là nóng tính, đụng việc nhiều khi làm việc á không được như ý á, rất là khó chịu ra mặt luôn. Hãy bớt nóng tính lại, vì dù gì mình cũng là phụ nữ mà. Dịu dàng tí với lại khen anh nhiều chút. em thích nghe lời khen lắm, nhưng mà không bao giờ khen em. Nhiều lúc là mình cũng tự ái lắm, thật sự luôn. Tủi thân á, đúng không? Giống như chỉ cần một lời động viên nhỏ thôi là mình có động lực mà làm nguyên một ngày đó là chị ha. Còn em mong muốn Quy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh sẽ chăm sóc cái bản thân của mình hơn. Rồi có những cái mà thói quen, ví dụ như bớt tivi nè, bớt điện thoại nè, bớt toilet lại, dành thời gian chăm sóc con, rồi chăm sóc vợ, nói chuyện với vợ. Em chỉ muốn như vậy. Chắc chắn cái điều đó là anh sẽ làm rồi. Biết sao không? Nãy chồng em có một cái mong mỏi đó thì chị nghĩ là cũng đúng đó. Đôi khi phải khích lệ chồng. Và chồng có cái gì tốt thì mình khen. Ủa, kiệm gì cái lời nói, kiệm gì cái lời khen đâu. Đúng không? Yeah. Mà như vậy nó sẽ tạo một cái động lực rất là tốt. Thì nếu mà như vậy rồi thì chị nghĩ bạn sẽ bớt tự kỷ, sẽ bớt cầm điện thoại, sẽ bớt coi phim. Đó, thì chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ok. Cảm ơn chị Hồng Vân. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Thử gì hả?
em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Xã ơi, xã ơi, cùng chim anh chào hết cho xã. Trời ơi, trời. Thôi, chào hai em. Dạ, chào anh chị. Sao? Có rung dạ. không? Có rung không? Dạ, mới khóc xong. Mới sao? Khóc xong hả? Khóc 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc? Khóc xong rồi, cái lau nước mắt xong, cái mọi người kêu bình tĩnh, cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á, giống như là cưới lần nữa. Vậy sao khóc nữa kìa? Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới như là như cái thỏa ban đầu hai đứa mới. Mừng rồi. Mới cưới nhau, mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em được cảm động. Như vậy á, như vậy chứng tỏ là chị thấy vậy, chú rể quá yêu cô dâu. Đúng không? Thật sự đây là một người đàn ông quá yêu vợ, thành ra là anh rất dễ bồi hồi cảm xúc với những cái gì thuộc là kỷ niệm của cái tình yêu, của cái tình cảm vợ chồng này. Cho nên cái chuyện mà khóc đó là một cái điều hết sức bình thường, nó cảm xúc hết sức bình thường của một người có một trái tim rất là nhân hậu. Đó, em phải thấy là mình quá hạnh phúc khi mà có một người chồng yêu thương mình như vậy. Và phải nói là chưa bao giờ mà tôi dẫn một cặp vợ chồng nào mà có một cái sự bắt đầu mà nó đông đầy nước mắt như là cặp vợ chồng này. Đúng không thưa quý vị? Đúng không? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Hận và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Văn Hiếu, hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em làm tài xế và buôn trái cây. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Thế còn em tên dạ, gì? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận và toàn thể khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phương Nhàn, năm nay 32 tuổi. Em lớn hơn chồng em 6 tuổi. Dạ. Em là hiện tại là đang chăm con nhỏ nó ở nhà. Em đến từ Long Khánh. Tức là bây giờ hai chồng đều ở Đồng Nai đúng không? Hay là sao? Dạ, hai chồng ở Long Khánh lên. Lần đầu tiên thì các bạn là gặp nhau rồi bắt đầu yêu nhau như thế nào? Em quen bà xã em là trong một trường hợp là bà xã em đang trên đường đi thì chỗ đó là có một cái trạm bắn tốc độ. Thì khi đi xuống thì công an đứng ở dưới. Thì bên nhà em là có một cái hiên, có một cái ghế đá. Thì bà xã em mới thấy trống trải, bà xã em mới tấp qua. Mà lúc gặp bà xã em không biết nó là sao nữa. Nó dạng như là nó có một cái cảm giác như là gặp quen từ kiếp nào á, quen từ kiếp nào. Đặc biệt lắm. Thế còn em thì sao? Em đâu có biết nhà là chồng em đâu. Cái em ngồi, cái chồng em đi về thấy người lạ ra đang ngồi nhà mình, cái chồng em ra bắt chuyện. Cái em thấy dễ thương, đẹp trai á, cái em xin số điện thoại. Cái về nhắn tin, em nhắn tin trước, em hỏi thăm, xong rồi hỏi tuổi nhiêu, cái chồng em hỏi, em nói trước đi. Từ đầu là biết chồng em nhỏ tuổi hơn em rồi. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Em nói em nhiêu tuổi? Em nói em sinh năm 90. Em hạ xuống 4 tuổi. Chồng em là lúc đó thích em 92 mà cũng nói 90 luôn để cho được quen nhau. Một đứa nâng tuổi, đứa hạ tuổi đúng không? Khi mà anh này biết tuổi thiệt của cổ á, thì lúc đó em sao? Lúc mà em biết tuổi thiệt của xã em á thì em có bị ngỡ ngàng không? Dạ em cũng không ngỡ ngàng gì á. Em cũng vẫn thương, em nói xã hơn tôi 20 tuổi tôi vẫn lấy xã nữa. Tụi em yêu nhau được mấy tháng? Dạ, tụi em biết nhau là tháng 6 đến tháng 12 là cưới luôn chị. Rồi cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1.5 năm. Nhưng mà 6 tháng cưới nhau, liệu là 6 tháng các bạn đã hiểu nhau hết chưa mà đã cưới? Em không cần chồng em hiểu chồng em được rồi. Em an tâm là có người chồng vậy được rồi. Tại vì ba mẹ em là người đánh giá rồi, bà con cô bác khen chồng em lắm. Nhiều khi mà mẹ em đi đám cưới á, lúc mà mới quen nhau thôi, mẹ em đám cưới, cái chồng em biết là mẹ em sẽ vắng nhà. Bữa chủ nhật cái chồng em âm thầm vô nấu cơm cho ba em. Bữa đó Hiếu nấu gì vậy? Dạ. Bữa đó nấu quá. Thương, bữa đó nấu, cho, nấu cá kho cho ba hay là kho thật? Bữa đó anh làm canh mướp hay gì đó. Không, ba em sườn ram với lại canh bí đỏ. Sườn ram với canh bí đỏ. Hiếu, anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Dạ. Anh cảm động nên vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Rồi cái đêm. Cái gì mà hỏi cái đêm hoài vậy? Cái
cái chú này thiệt tình, cái chú này á thiệt tình á. Cái đêm đầu tiên đó chắc cũng khóc. Khóc nữa hả? Cái đêm động phòng cũng khóc luôn. Dạ, nói xã ơi. Xã anh ơi. Còn chinh em chào hết cho xã. Trời ơi. Té trống đầu nữa nè. Rồi lúc đó làm sao em? Cái em mắc cười nổi ra kìa. Thì em nói thôi đi, giờ tôi đâu quan tâm quá khứ của anh nữa đâu. Giờ mình cưới nhau rồi, còn hay mất được quan trọng gì. À. Rồi em có phát hiện ở một cái gì ở người đàn ông này có một sự bất ngờ, một cái sự riêng tư của anh không? À, lúc mới cưới về á, em thấy góc học tập của anh mà đúng mà tốt nghiệp rất là lâu mà tập cấp 2, cấp 3 vẫn còn vậy nè. Cái ảnh mới khoe nó đấy, hồi ngày xưa anh học giỏi lắm á, không tin là xã mở ra coi đi, điểm 10 văn lý luôn nè. Cái em mới lấy một quyển tập em rút ngẫu nhiên thôi, em coi cái nét chữ làm sao, đang lật lật cái em thấy một cái lá thư, nói chung là em chưa định hình đó là lá thư. Chồng em lập tức nhào tới chụp bỏ miệng nhai. Em nhai hay không? Ủa lý do mày nhai? Em nói hả, mày nhai cái gì trong miệng? Trời ơi. Dạ lúc là em tức lên rồi nói tức đi. Lên cái này ỷ lớn tuổi. Cái em nói hả, mày nhai gì trong miệng hả? Cái tờ giấy là cái gì tao chưa đọc nữa, là cái là mày làm gì mày nhai, nội dung là cái gì chắc ghê gớm đúng không? Cái chồng em cứ nhai miệng nhai mà lắc đầu khoanh tay quỳ gối luôn. Khóc, sau đó khóc nói xã ơi đừng kêu mày tao, anh tổn thương lắm. Cái em nói nếu mà không nhả ra hả thì cứ nhai nó nát đi, là tình cảm nát luôn. Mới cứ về cho nát luôn. Xong cái chồng em không lùa qua bên nói chuyện. Thôi để anh nhả, nhưng mà tha thứ cho anh nha, anh không nhớ này nội dung gì, nhưng mà ngày xưa anh không có yêu ai, người ta yêu anh không à. Cái em không tin, cái em lấy nhả ra, cái tự chồng em hả quỳ gói xuống, cái móc trong miệng ra xếp ra, rồi chỗ ướt rồi chỗ khô rồi chỗ rách rồi chỗ lạnh vậy đó, cứ phủi ra. Cái em đọc thì nội dung rất là bình thường, là người con gái tỏ tình chồng em vậy thôi. Mà nhai mà có gì đâu nhai. Xong mà trước đó là em tát mấy bạc tay rồi. Trời ơi. Bin té cấp đầu hoài à. Trời ơi. Vậy cái cảm xúc của em cái đêm tân hôn nó vui không? Đó. Sao em làm ăn được? Sao em mừng ăn được? Nói chị nghe coi. Là hôm đó chị, đêm tân hôn đó là ăn tát đó. Ăn tát đó. Là mới cưới về cái khoe góc học tập đó. Ủa là cái đó là điểm tân hôn luôn? Mới cưới về luôn là em sáng em mát bạc tay. Là nhai đó hả? Dạ. Cái em cũng thấy có lỗi, xong cái cũng nhưng mà cũng ương rồi cũng nằm. Thấy chồng em nằm quay lưng qua khóc, khóc thầm. Em quay qua, tại vì hai đứa nó đối lưng quay vô tường, đứa quay ra ngoài. Cái em quay qua, cái chồng em cảm nhận được là em quay qua cái khóc rung lên. Xong cái em nói thôi lại đây, cái nhào tới em liền. Hòa khóc lớn lên. Nghĩa là vỡ hòa lên đó. Rồi sao nữa? Xong cái chồng em nói, chồng em khóc hòa lên. Nhưng mà là tuổi thân đó, nếu xã ơi đừng có kêu mày tao, đánh anh như không được, đừng kêu mày tao, anh tổn thương, anh không có quen. Lau nước mắt anh đi, lấy tay em, tự lấy tay em rồi đưa lên mặt chồng em ấy. Xã lau nước mắt cho anh đi, anh tội nghiệp lắm. Trời ơi, cái thương vậy. Rồi xong sao nữa? Xong cái quan trọng là cái cần cái hỏi cái sao cái xong cái nói anh còn chinh trắng trao cho xã đó. Xã là người đầu tiên của anh đó, anh chưa yêu ai bao giờ mà nhiều người thương anh lắm. Cái em tự nói trời, chồng mình được nhiều người thương quá, tại sao mình cứ ăn hiếp chồng mình mà không nói chồng mình thương mình gì nè. Cái sau này cái em cũng hối hận quá. Dạ cũng sửa đổi, cũng không có kêu mày tao nữa. Không, chị đang hỏi cái đêm động phòng á. Chị đang hỏi cái đêm đó ngay sau đó. Cái đêm động phòng sau khi lấy cái tay quẹt nước mắt đó là tới luôn đúng không? Dạ không, làm mất hứng rồi. Mất tiền không tức mà mất hứng mới tức vậy. Mất hứng luôn. Tờ giấy là bả nhai ông rồi. Và đêm thứ hai là bắt đầu thành công đúng không? Dạ, lên mạng học. Nó còn trên đường kiểm tra liền. Mà đúng là còn xin không? Em không biết nhưng mà thấy mắc cỡ. Mắc cỡ, đáng lẽ em phải mắc cỡ. Anh mắc cỡ cái anh lấy màn che mặt lại, thấy em nhìn cái lấy màn che mặt lại xong cái mở ra nhìn em hẹn thùng. Trời ơi, trời ơi. Nói chung là em cảm nhận là rất là chân thật. Thấy thương quá. Rồi sau hai đứa lấy nhau rồi có em có bị vỡ mộng gì với Hiếu không? Dạ có, bao nhiêu cái tính tốt hết. Rất là tốt mà giờ em nói ra chẳng ai tin luôn. Nhưng mà cái vỡ mộng là chồng em hay ngủ hay xì hơi đó chị. Lần đầu là xì hơi tủng. Xong cái em là lúc đó nghĩ lần đầu tiên mình không có kinh nghiệm thì cái lùa vô trời chịu không nổi. Lần thứ hai qua mấy ngày sau em thủ sẵn chai dầu đầu giường,
Rồi mỗi lần nghe tiếng đó em đưa vô sẵn. Chỉ có một cái đó là xấu thôi, còn dạ, tìm còn không gì ra. Đúng không em? Nó, dạ không, em tìm không ra tại vì về nó là cái việc mà nội trợ là chồng em làm hết. Nấu ăn, giặt giũ, nấu cơm, nấu thậm chí cái toilet nó rất là một ngày ba ngày cái chùi sạch lắm kìa. Trời ơi, quý vị ơi, đích thị đi là người đàn ông lý tưởng rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hiếu. Vợ em có tính xấu gì không? Vợ em có tính xấu là chỉ không biết giữ gìn sức khỏe mình thôi. Trời ơi, vợ tính... ăn ớt như sáo vậy. Không vậy hả? Ăn ớt nhiều. Ăn ớt thì mới ghen đó. Em có cảm thấy vợ em hung dữ không? Rồi vợ em thì hung dữ thì chỉ lúc là có chuyện. Vợ em sanh nở xong rồi người căng thẳng mệt mỏi này kia thôi, chứ bình thường vợ em rất là đáng yêu. Đáng yêu. Có hay mỗi khi giận lên là có hay cào cấu rồi xé rồi nhét nhát nhéo em không? Dạ có. Hiện tại vết sẹo vẫn còn, em thừa nhận luôn. Trời, em hối hận không trời? Dạ hối hận. Tại cái em... chồng em nói là em ơi cái này không phải là xả cào đâu, xả đừng có buồn, cái này là con cọp. Con cọp nó em tuổi cọp mà chồng em nói con hổ nó vồ anh. Trời, câu chuyện về người chồng bây giờ bạo hành triền miên là có thật. Nhưng mà tối ngày cứ nói xả cứ nắm năm thoải mái đi, miễn sao là xả vui được rồi, cái em càng làm tới. Vợ em có thật xấu gì thêm để bổ sung nữa không em? Bổ sung nhẹ đi. Nói đi, mai không cào nữa. Trời, mắt rơm rớm nước mắt nữa rồi thưa quý vị ơi, trời ơi. Có nhiều lắm mà không dám nói sao. Em cứ nói đi Hiếu. Thôi bây giờ riêng cặp này á, để vợ tự khai đi. Chồng em hay phàn nàn, mỗi lần ở nhà lại mặc bộ cái có công chuyện ra ngoài cái em lại thay bộ. Cái bộ kia mình so bộ nào không hợp cái thảy giường nè. Cái chồng em nói xã ơi, mỗi lần mỗi ngày về nó xã ơi, cái đống đồ này là sao vậy, sạch hay dơ vậy? Cái em nói không biết nữa, giờ lộn xộn là cái chồng em phải ngửi. Cái nào có mùi mồ hôi là dơ, cái nào mà thơm là để qua bên vậy đó. Rồi tự giặt vậy. Coi như là bừa bộn đó, bừa bộn dạ, đó. Chồng em lặng lẽ gom giặt rồi thôi. Cái chồng em nói tôi là cái máy giặt của xã rồi, từ nay xã cứ mặc dơ sạch gì cứ đưa cho tôi làm hết cho, đừng có để đây rồi tôi đi hửi tội tôi. Mà giặt tay, giặt máy? Dạ giặt tay. Trời ơi. Giặt đồ cho con rồi giặt riêng thao rồi không có giặt chung. Là ổng giặt hết luôn. Dạ, nấu ăn rồi làm hết luôn. Quét nhà, lau nhà, giặt đồ xong cái đấm lưng cho em, tự động đấm lưng xích cho em, cho em rồi tắm cho em nữa. Tắm cho em luôn. Từ đó, từ khi cưới đến giờ là cũng gần 5 rưỡi cũng có con rồi. Mà chồng em tắm cho em xong cái nói chung là tắm cho em bé xong cái ra hỏi em thích mặc đồ gì xong lấy xong cái kêu là vịn đi để mặc quần vô rồi sợ té cái bắt vịn dai vậy nè, giống như người lớn chăm em bé vậy đó. Trời ơi. Còn cái gì nữa trời. Em nhiều khi em nửa đêm ngủ nhìn qua thấy chồng mình ngủ đó, trời, phải chồng mình không đẹp trai mà thương mình, không biết phải là đang nằm mơ không nữa. Hiếu, dạ. Chị hỏi nè, cái nguyên nhân vì đâu mà em yêu vợ em một cách gọi là thành kính như vậy? Có nên là thành kính thiệt luôn á, thành kính đúng mà cung kính đúng mà đúng nghĩa luôn á, yêu một bà hoàng hậu vậy đó, chứ không phải là yêu một con người bình thường nữa. Thì yêu vợ em mình chỉ biết yêu hết mình, không có lý do. Thì em nói tôi thương xã, tôi nguyện làm trâu làm ngựa xã suốt cuộc đời này. Rồi nhiều khi mà lâu lâu cũng hỏi rồi xã ơi, tôi sống với xã như vậy có được chưa? Cách tôi chăm sóc xã như vậy có được chưa? Có cần chỉnh sửa hay nâng cấp gì không? Dạ anh muốn hỏi Hiếu, em có một chút gì đó mong muốn vợ mình thay đổi không? Em mong muốn xã em là đừng có ăn ớt nhiều. Ăn ớt nhiều tại vì ớt nó có chất axit nè, nó bào mòn bao tử mình. Cứ ăn vô rồi than, ơ tôi đau bao tử quá anh ơi, tôi đau bao tử quá. Bớt ăn vậy thôi, mới có thêm gì nữa rồi. Ví dụ lúc nó nóng giận thì đừng có kêu mày tao mi tớ này kia, nó không hay. Dạ. Em thay đổi được tất cả những điều mà Hiếu mong muốn không? Dạ được chứ. Xưng hô mỗi khi giận hờn, mày tao. Giờ em cũng giảm rồi. Thế còn em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Chồng em biết quá tuyệt vời rồi, em biết sao? Sao lại có một người như thế này nhỉ? Không, cái này mình không có nói về cái yếu tố gọi là tâm linh nha. Nhưng mà nó dường như là tụi em có một cái vướng bận gì từ kiếp trước á. Đó, kiếp này tụi em phải gọi là trang hòa để mà trả lại cho nhau. Nhưng mà nói vậy, cái kiếp này á thì chị thấy vậy nè cưng. Em phải có một cái cách nào đó để cho chồng em lớn lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, kiên hùng lên. Đó, chồng em rất là mạnh mẽ rồi, bản lĩnh. Bản lĩnh lắm chị. Ở bên ngoài đúng không? Ở bên ngoài rất là bản lĩnh. Không, nhưng mà với em nữa, chẳng hạn như chị. Chồng em là yếu đuối với em thôi. Ừ,
thương là thương, nhưng mà mình phải hết sức bản lĩnh. Cái gì đúng thì là vậy, còn cái gì không đúng là mình phải nói lên cái chính kiến của mình, đúng không? Dạ đúng. Thay đổi. Thay đổi thế chút thì xíu. Em đó, em tức là mọi thứ là do em phải em phải làm em được cái điều rồi. Đó cho chồng nha. Đó nha. Rồi. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn viên mãn với tất cả những gì ở cuộc sống này. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Rồi, chạy thẳng vào phòng em luôn. Ủa, anh vô đây làm gì vậy? Anh vô đây anh coi tivi. Không sao đâu em. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và còn đại khán giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thành Nhật Trường, năm nay em 31 tuổi. Nghề nghiệp của em là giảng viên, đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn cô? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy, nay em 28 tuổi. Em cũng là giảng viên, cùng công tác chung với trường. Mối tình cũng là bắt đầu từ cái trường mà các bạn đang làm việc. Dạ đúng rồi anh, trong một lần coi thi với anh. Lần đầu tiên á, không biết hiểu sao mà cứ cô ấy cứ nhìn em cứ chầm mà không biết là em là có giống như là có vi phạm gì không. Em cũng thắc mắc. Ủa tại sao em lại nhìn ảnh chầm vậy? Đẹp dạ. Trai hả? À, tại lúc xếp lịch thi á anh, thì em thấy là tên của anh là Nguyễn Thanh Nhật Trường. Thấy tên cũng dài mà ý nghĩa tên cũng dài nữa. Anh này cũng mới vô trường chắc cũng đẹp trai. Rồi cũng chắc dài, cũng giống cái tên vậy đó. Thì lúc gặp thì hoàn toàn sụp đổ luôn. Tên thì dài mà người thì ngắn ngủn à. Khi mà em nhìn cô gái này thì em có ấn tượng gì về cô? Giờ em lúc đó thì thấy cũng nhỏ nhắn, cũng dễ thương. Đặc biệt là cô đó có mái tóc vàng mà uốn cong. Thường hay mặc váy lắm. Vậy là lúc em nhìn vợ em là những lúc vợ em hay mặc váy. Vậy thì em theo đuổi cô ấy bằng cách nào? Ban đầu thì nhắn tin, rủ đi ăn sáng. Ban đầu thì cô ấy cũng không có thèm trả lời. Mưa dầm thấm đất hả? Dạ, mưa dầm là lên phòng của vợ luôn. Trời ơi. Ngồi đó, ngồi một cục luôn. Giờ em có ở trường là giống như là em cũng là trai mặt vậy ạ. Lên phòng làm việc của vợ hả? Dạ. Không có nói chuyện với ai hết á. Ngồi đợi em vậy đó, nhìn chăm rồi em cũng ngại. Ngại với mọi người lắm. Cơ duyên nào mà để tụi em yêu nhau vậy? Hôm đó không biết làm sao anh rủ em đi ăn sáng mà em không đi, xong rồi đến hôm sau thì anh đi thì thấy cái chân anh tới phòng em cà nhắc vậy đó, mà tới rồi mặt buồn hiu à, nói em đi ăn sáng với anh đi, anh năn nỉ em á. Lúc đó em cũng không chịu đi luôn, nhưng mà lúc gì á thì thấy anh cà nhắc từ cầu thang xuống thì lúc đó em thấy thương, bắt đầu cảm động, nói sao anh này chân thành với mình quá. Nhưng mà chị hỏi nè, trong thời gian mà em cứ lì lợm như vậy đó, rồi em chai mặt vậy, rồi có bị nhiều người nói ra nói vô không? Nói cứ sao mà cứ lên đây đánh dấu lãnh thổ hoài. Rồi nghe nè, có khi nào mà đi chơi chung với nhau không? Lúc đó thì trường có tổ chức đi tham quan á, nghỉ dưỡng hàng năm thôi. Đi bình thường thì không sao, đến lúc tối anh gọi điện hỏi em có ở phòng không, bạn của ở cùng phòng của em đâu rồi, bạn em đi chơi với người yêu rồi, hãy về có mình em hả. Không, khoảng 2-3 phút sau nghe tiếng gõ cửa, cái là đầu anh lo vô chạy thẳng vào phòng em luôn. Thầy ơi, thầy vô phòng. Dạ, thì lúc đó em mới lên em kêu á, ủa anh vô đây làm gì vậy? Nói anh vô đây anh coi tivi. Em gửi đuổi anh về. Và suốt chặng đường từ đó cho tới đi về nhà luôn là không có thèm nhắn tin gọi điện, hay là không thèm nói chuyện gì em vậy đó. Giận, tại vì thầy giận. Thầy giận không cho thầy coi tivi đúng không? Cái gì để hỏi nè. Cái hôm đó em phóng lên phòng mà em nhoay vô trong phòng, vậy là cái mục đích của em muốn cái gì vậy? Có tâm sự đúng không? Tâm sự đêm khuya chị ơi. Ừ. Dạ, nói chung cũng có ý đồ xấu chị ơi. Ủa mà lúc đó là ý đồ xấu nó cỡ nào nè? Ý đồ nó chắc cỡ là làm nhiều ăn nhiều quá chị. Làm nhiều. Làm liều ăn nhiều quá. Làm liều ăn nhiều đúng không? Liều luôn. Dạ. Ở đâu ra mà coi tivi? Ở đâu ra mà em có linh cảm là anh sẽ làm cái gì xấu không? Dạ có. Thì em la lên thì anh nói là không sao đâu em, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trời ơi. Dạ, anh nói vậy đó. Dạ. Em thoát thân được trong gang tấc đúng không? Rồi từ lúc đó cho đến lúc ngày cưới em thoát được mấy lần nữa? Thoát hoài luôn, thoát cho tới lúc đám cưới luôn. Ồ vậy đó hả? Cũng là giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Từ cái lúc mà cái đêm coi tivi đó. À khoảng một năm sau. À, đêm tân hôn có dạ, đêm... vui không thầy trường? Dạ đêm tân hôn dở mộng anh ơi. Dở mộng dạ. Ủa? Tại vì ban ngày á là đám cưới của em là đãi buổi trưa, em uống xỉn quá tới đêm đó thì em có đòi mà không biết do đâu mà là xỉn quá rồi là không có điều khiển được đúng không? Dạ.
với một lần là cũng do tâm lý hồi hộp quá. À, lúc đó vợ trả lời sao? Thì lúc đó em có hỏi vợ không biết anh có bị gì không em. Dạ, mà sao kỳ quá vậy. Lúc đó thì anh khóc hu hu à, ôm em khóc vậy đó, như nít vậy đó. Sao em đẹp vậy mà anh không có làm gì được hết. Anh có bị về mặt sinh lý, về mặt nhiều thứ gì, có bị sao không em? Mình đã còn mệt á, mình không có chủ động được. Để từ từ đi em. Để ngày mai. Tâm lý em lúc đó em sợ không? Dạ, lúc đó em cũng lo. Rồi không biết có phải là đàn ông hay không, gì làm gì cũng được nữa. Dạ, đêm sau là được đúng không? Tức là đêm sau nữa đi, bọn em đi tuần trăng mật. Lúc đó anh cũng làm được. Mà ok không? Ok. Dạ, ok. Ok. Em lại lấy lại phong độ. Rồi, lúc đó vui không? Lúc đó hỏi cảm giác của thầy nè. Dạ. Lúc mà thầy rồi vậy thì thành công á, thầy vui không? Dạ cũng vui chị. Ngày đêm đó em bị trục trặc gì đó, không có lên mạng tìm hỏi hiểu. Rồi bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em lấy nhau được 2 năm rưỡi ạ. Có em bé chưa? Dạ em có em bé. Thì hai vợ chồng là ai ghen ai? Ai cũng ghen à. Bên nào ghen mãnh liệt hơn? Chắc chồng ghen mãnh liệt hơn á. Tối đêm thì em ngủ thì lẻn vô phòng em à, vô rồi lấy điện thoại mở tự động, mở tin nhắn lên rồi đọc rồi tự động trả lời luôn. Thủy hả? Dạ. Trường đây, tôi là chồng của cô Thủy đây. Có gì á nhắn tin cho tôi nè. Ngoài cái tật xấu là ghen ra thì thầy Trường còn có tật xấu gì nữa không thầy? Ngủ thì hay nhảy. Nhảy dữ lắm. Chồng em được cãi là ăn ngon rồi ngủ ngon, bởi vì mập ủ à. Trời ơi, cái ngáy đó thọt tội nghiệp lắm em ơi. Dạ, mình đâu có mình đâu có kiểm soát được đúng không thầy? Rồi còn cái gì nữa nè? Anh hơi vô tâm, nhiều khi mình mệt anh cũng không biết, rồi cho nên mình sinh ra hay giận hờn vậy đó. Là chồng vô tâm. Dạ. Vô tâm kiểu như thế nào? Mới cưới gì á, hai vợ chồng ở riêng, lúc đó thì điều kiện ở trọ mà cho nên không có đầy đủ á, lo mọi thứ, trong khi đó chồng về thì ôm cái điện thoại hoặc là gầm lanh ra niệm ngủ chả chít rồi vậy đó. Không có thèm nói chuyện với em, hù em gì hết á. Tranh cãi nhau một vài lần thì chồng mới đòi về ở với ba mẹ. Lần đầu thì em năn nỉ, dành lên cũng đòi cầm áo quần đi về à. Về ở với ba mẹ cho khỏe. Thì anh về khoảng 2 ngày thì anh lại lên gặp em, lại nói thôi em xin lỗi, anh cho em ở chung nhé. Tôi tự đi rồi tự xin về cho em, không có thèm gọi điện hay là em không thèm năn nỉ gì hết. Ủa thầy, có thật sự là thầy là muốn xin về hay là thầy bị đuổi về thầy? Ban đầu em với bồ em đi về á thì vợ thì có kêu lại. Lần thứ hai mình cũng tưởng cũng kêu lại, đâu có ngờ không có năn nỉ mình lâu, làm em phải đi về luôn. Có nghĩa là làm nư mà làm thấy nư. Không được. Từ đó vì sao là không bao giờ là giảm bỏ về có nữa. Nghĩa là tính sao cái tật xấu lúc đó là hay giận và hay bỏ đi khỏi nhà về về cha mẹ ruột ở đúng không? Rồi bây giờ tới Trường đó. Cô Thúy có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em là hay giận hờn vô cớ và hay cằn nhằn. Với lại là nói chuyện với chồng mà không có bao giờ mà mềm mỏng mềm mại gì hết. Toàn là nói câu không có chủ ngữ vị ngữ không à. Nó trọng đó đúng không? Cũng không thích cái tính đó của cô vợ cho lắm. Kể một chút xíu thôi, là nói trọng là nói sao? Nói trọng là giống như lấy chai dầu. Lấy chai dầu ơi. Dầu. Không có biết là ai lấy không? Nó trọng đó. Nó dầu đi. Giống như là phải mềm mại với chồng vậy. Anh ơi lấy giùm em chai dầu. Đó. Tắm kìa, đi tắm lẹ đi. Dạ. Động nữa đó. Vậy đó. Tắm đi. Nhưng mà đó là những lúc em giận thôi. Còn lúc giống như trong mình đang còn giận cái gì á, mình mới nói vậy. Dạ. Vậy là phải nói rõ là hay lúc nói trọng trong lúc giận. Đúng rồi. Đó. Vậy thì hai cái điều mà thầy không vừa lòng và đó là tật xấu của cô Thúy. Thì thầy có muốn thay đổi những cái điều đó không? Mong muốn cô chồng là vợ là ít có cằn nhằn lại, đừng có hay giận hờn vô cớ quá, làm chồng không biết là giận là nguyên nhân gì nữa. Rồi đi làm về mệt mỏi mà gặp vợ còn mệt mỏi nữa. Nó quải luôn á. Cô Thúy muốn thầy Trường thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn chồng bớt công việc lại một chút để quan tâm tới gia đình nhiều hơn, thời gian để chăm sóc bản thân nữa. Tại giờ hiện tại thì anh lên kỹ vèo vèo và em cũng lo lắng cho cái sức khỏe của anh. Em có hay đi nhậu không? Dạ, thỉnh thoảng thì tháng nhậu một lần hai lần chị. Những lúc em buồn thì em làm gì? Buồn thì em cũng chơi game giải trí rồi thôi chứ cũng không làm gì. Em có đi nhậu hả? Dạ, em ít nhậu lắm. Chị buồn mà buồn là chị ăn á, thành ra là chị mới mập á. Mà em có hay bị stress không? Nói chung là công việc cũng áp lực lắm chị, rồi cũng hay chết lắm.
thực ra là ở đây nó là tỷ lệ thuận đó em. Vợ em á thì hay cằn nhằn là tại vì vợ em cảm giác em vô tâm quá. Chắc từ nhỏ là được chiều lắm rồi nữa, đúng không? Dạ. Ở nhà ba mẹ chiều á. Dạ. Đó giống như vợ chỉ mong em dành thời gian nhiều cho gia đình chút. Còn chồng á thì là chồng không lo cho bản thân, là chồng stress nhiều, nhiều khi stress nhiều cũng bị mập nữa. Dạ. Đó chứ cũng phải là do ăn nhiều đâu. Em tìm một cái cách giải tỏa stress á, thay vì bằng game á. Thì em thử em giải tỏa bằng cách là em chơi với con em hay là chơi với vợ bằng cách là hai đứa cùng tìm một cái đam mê chung á. Tại vì sao khi mà hai đứa cùng làm một công việc như vậy á, thì cái sự quan tâm nó, mặc dù là em không cần hỏi han gì hết, nhưng mà rõ ràng hai đứa ở cùng nhau, ngồi gần nhau và cùng cảm nhận một cái điều gì đó chung á. Yeah. Là nó có một sự sẻ chia rồi. Hai em ha, thử đi đêm nha. Nay về hai vợ chồng có một bộ phim nào đó mà hai vợ chồng cùng thích, thử áp dụng. Rồi ngoài ra chơi với con, chơi chung với con nữa. Ví dụ vậy. Rồi. Hai em ha. Rồi, xin chào hai em. Hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Em là không thích bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Đào hoa lắm. Và quen lúc một lúc hai cô. Còn bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, giờ giới thiệu anh nào. Em tên Lê Quỳnh Cẩm Thi ạ, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Hiện nay em đang công tác ở nhân viên y tế ở trường học ạ. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Trương Thanh Khoa, nay em 27 tuổi. Nghiệp của em là điều dưỡng và em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí ở Tây Ninh. À, hai vợ chồng là từ Tây Ninh lên đây hả? Dạ. Lúc nào? Lên hôm qua. Tối hôm qua luôn. À, dạ. Có ở chung chỗ với cái cặp mà từ Đà Nẵng không? Dạ có ạ. À. Ở kế bên phòng ạ. À. Có, nhưng mà sáng nay mới biết là ở chung kế bên phòng, hồi tối không biết. Dạ. Vậy đó hả? Cũng đại diện cho chương trình, xin cảm ơn hai bạn đã từ Tây Ninh để lên đây để mà tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Hai bạn có cuồng chương trình giống như là cặp vợ chồng ở Đà Nẵng vô không? Dạ có, hơn vậy nữa. Hơn vậy nữa, trời thích vậy. Nghe câu là cuồng chương trình nó sức gì đâu. Nếu mà cuồng hơn là sao? Ơ, em kể gì dạ, nghe coi. Dạ thích hai người lắm, thích lâu lắm rồi, ngưỡng mộ lâu lắm rồi. Ồ vậy hả? Trời ơi thích thật á. Với lại một điều là hai đứa muốn thích được lên TV nữa. Dạ. Nhưng mà thích lâu chưa? Dạ thích lâu rồi, em coi trên YouTube cứ ngày nào cũng coi, hai vợ chồng ngày nào cũng coi, nó ước gì mà được ngồi trên đó. Ồ vậy hả? Thế này là được rồi đó. Dạ. Là cưới nhau rồi chưa? Dạ một, dạ, năm, một rưỡi. Năm rưỡi ạ. Vậy là còn son quá hả? Đúng không? Rồi hai bạn gặp nhau như thế nào vậy? Lúc ban đầu là chỉ là bạn thôi, là học chung trường rồi ở nhà trọ cũng gần kế bên nhau vậy đó. Bạn rồi chơi chung rồi thân. Thực sự lúc đó thì ai cũng có người yêu hết. Nên là không có nghĩ là sẽ đến với nhau. Rồi hai đứa cũng không phải là gu của nhau nữa. Ngày xưa em ghét anh này lắm. Vậy, vậy hả? Dạ. Thứ nhất là nhỏ tuổi hơn. Em là không thích bao giờ thích người nhỏ tuổi đâu nha. Em muốn được một người đàn ông nào đó che chở cho mình vậy đó. Thứ hai là đào hoa lắm. Vậy đó hả? Hai ba lần là toàn là quen lúc một lúc hai cô. Trời ơi. Hai cô đó biết nhau mới ghê hay ha, chứ. Trời ơi, cá hai tay mà hai cá là đồng loại luôn á. Ghê thiệt đó. Dữ. Nhỏ mà có vỏ ha. Tức là em biết cái trường hợp đó là bởi vì lúc đó đang là bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bạn thân nên chuyện gì em cũng biết á. Rồi khi nào thì mới bắt đầu là có cảm tình đấy nè? Em thì không có cảm tình anh. Anh xuống anh cua mẹ em. Nên à, mẹ vậy? Em đồng ý nên em phải theo mẹ em thôi chứ. À, em không thì cua mẹ em hả? Dạ đúng rồi. Vậy. Em thích bạn này từ lúc nào? Thì đám cưới có một người bạn. Bình thường thì thấy nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà hôm đó cái tự nhiên là trang điểm lên. Rồi mặc một cái đầm rất là xinh. Bắt đầu là để ý mới nói với thằng bạn cùng phòng là trời, ước gì là sau này tao cưới được vợ tao ha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Mà cái lúc đó là còn quen hả? Dạ còn. Mà hai bạn kia có dạ, không có ghen, tại vì là biết là bạn thân cho nên là không có ghen. À là hai bạn kia không có ghen với bạn này. Dạ đúng. Rồi sau đó rồi em cũng chia tay bạn hết rồi. Lúc đó mới buồn. Rồi cái hai đứa mới là hẹn nhau cà phê tâm sự. Nhóm của em chơi chung là khoảng 10 đứa. Rồi lúc đó mấy đứa mới nói là thôi hai anh chị cũng lớn rồi. Rồi giờ cũng không có ai thôi, anh chị đến với nhau luôn đi. Hai đứa đều ế hết thôi, cưới nhau vô đỡ ế hai đứa. Nhà chị kìa. Rồi lúc đó em mới về nhà dưới mới gặp mẹ của vợ em. Lúc đó thúc hai đứa là cưới nhau đi. Vợ thì lúc đầu cũng không đồng ý đâu. Tại vì nó là bạn thân thì được, nhưng mà yêu thì không có cảm giác. Như vậy có nghĩa là trước khi cưới em đã thực sự yêu chưa hay là thành vợ chồng rồi? Lúc đó em nghĩ là em trước khi cưới em chưa yêu à. Đó. Đúng không? Chị cũng có cảm giác như vậy. Tại vì là cái với phụ nữ nó ngộ lắm em. Phụ nữ nó cái sự mà gọi là thay đổi nó không có nhanh như đàn ông. Rồi kể từ khi em rung rinh cho đến lúc mà cưới thì là bao lâu? Dạ chưa đầy 2 tháng ạ. À. Nhanh quá ha. Dạ. Không, mà tại vì họ quen nhau lâu rồi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi đó. Phát hiện vợ em có cái gì bất ngờ. Hoặc nói chung là tật xấu. Tật xấu thì nhiều lắm. Em dễ thương anh được. Khi mà cưới về á, vợ phát cho em một cuốn sổ, trong đó là ghi là nhật ký vợ chồng. Tức là những cái vui buồn gì đó là phải ghi trong đó. Mỗi ngày là có những chuyện gì phải ghi hết. Ở cái trang đầu tiên á, vợ có ghi cái 5 điều của vợ dạy. Thứ nhất là vợ luôn luôn đúng.
Thứ hai là nếu vợ sai xem lại điều một. Thứ ba là phải tuyệt đối yêu thương vợ. Cái thứ tư là tiền của vợ là tiền của vợ, tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Trời ơi, tôi biết ngay cái câu thứ tư đó. Cái thứ năm là nếu như chồng thực hiện đúng những điều trên đó thì vợ sẽ tuyệt đối yêu thương chồng. Câu thứ năm dễ thương ha. Dạ. Đó mà muốn được câu thứ năm phải làm hết bốn câu kia đó. Dạ đúng rồi. Dạ, bốn câu kia là cố gắng. Mệt mỏi à. Mà có làm được bốn câu kia cũng tương đối thôi. Rồi sao nữa? Rồi có một cái tật đó là vợ hay lười việc nhà lắm, ít khi làm, nằm ngủ kia đó. Cái em về cái nói ủa sao vợ không dọn dẹp phòng, không dẹp đồ đi. Cái vợ bắt đầu chuông có mỏ lên, nói anh không có thương em hả, anh cưới em về để anh chửi em hay sao hả. Xong cái bắt đầu lăm lăn đùng ra đó, nói là rồi giờ chạy chết rồi đó, rồi giờ chồng làm gì chồng làm đi. Em kêu sao chết lăn vô tí xíu rồi cho em dọn dẹp. Rồi xong em tự dọn dẹp xong hết rồi em vô, cái bắt đầu cái nói chồng mệt không, chồng nằm nghỉ đi để vợ làm tiếp cho. Mà xong đó là anh làm xong không? Không, trước khi là bà hỏi câu đó là bà nhìn rồi. Rồi, nó là gì, đùn đẩy tất cả công việc cho chồng, đúng dạ. Không? Rồi còn gì nữa không? Rồi có một cái tật là mỗi lần mà đi đâu chơi á, là vợ tủ quần áo lên, nói em hết đồ mặc rồi. Mà trong khi đó là tủ đầy nhóc luôn. Cứ mẹ nhau em nói là anh phải mua đồ mới cho em chứ giờ mặc đồ cũ hoài kỳ lắm. Em mới nói là ở bây giờ khi nào mà em dọn hết cái đống đồ trong đó đi rồi sẽ mua đồ mới. Mà cứ tiếc cứ để đầy nhóc luôn, muốn sập xào luôn mà vẫn còn nguyên. Nhưng mà em có tiền để mua đồ không? Tiền thì vợ em giữ hết rồi. Thì đó. Tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Tiền của chồng là tiền của vợ. Bây giờ nói nếu em muốn anh mua đồ cho em thì em làm ơn em hủy giùm anh cái điều hai. Rồi ngược lại đi, bây giờ tới em nói xấu đi. Bây giờ tội nghiệp bị dạch mặt quá. Anh này thì xấu, đúng như em dự đoán luôn chị. Nhỏ tuổi hơn thì sẽ trẻ con, đúng trẻ con hơn em nghĩ nhiều. Về nhà như con nít vậy đó chị, muốn mua gì phải mèo nheo chừng nào em mua được thôi. Mà mua đồ toàn như trẻ con không. Đồng hồ, mua đồng hồ chút nháy. Phát sáng rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đồng hồ phát sáng mấy triệu. Có đi về ba tao phát sáng không? Ở đó có đi về phát sáng không? Dạ cũng xém rồi nhưng mà em chưa cho mua đó. Cái gì nữa? Tối ngày xem Doraemon chị. Xem Doraemon. Ví dụ như em mượn làm giùm mà không thích làm á, siêu nhân Gao biến hình. Biến hình mất rồi, giờ không có đây đâu làm cho em. Nhưng mà trong khi đó cũng còn xuất hiện như con trâu ngồi đây mà. Siêu nhân Gao biến hình rồi. Ghê lắm chị. Chắc hát được bài hát của siêu nhân Gao đúng không? Rồi còn gì đâu. Tối ngày ăn cái gì cũng phải phan anh chụp hình đăng Facebook rồi xong em mới được ăn. Nói chung là cũng không thằng phay á. Đúng rồi, sống ảo lắm anh, đi đâu cũng chụp hình thấy đăng Facebook. Ừ, thích trò gì của con nít nữa? Nhiều trò con nít lắm. Đi chơi với con nít không mà chị thích những cái hội ở con nít như hội audition rồi á, chị nhảy gì đó. Trời. Cái đó là cái sở thích của em. Dạ, tại vì thích nó trẻ trung nó nhí nhảnh. Con nít lắm chị, ở nhà công việc gì là toàn là em quyết không à, anh không quyết được cái gì hết á. Rồi vậy cái bạn chồng này bạn đi chơi với mấy bạn túi tiên này nọ rồi trong đó là chắc chắn phải có mấy bạn nữ rồi thì em có ghen không? Đôi lúc cũng thấy cũng bực mình nhưng mà tánh em thì không ghen. Tại vì ví dụ như nếu mà có người khác em đồng ý thì mấy món em có người khác ráng chịu. Vậy thôi. Phải. Giờ cũng có nói là nếu mà chồng mà ngoại tình chỉ một lần thôi giờ cũng không tha thứ nữa. Đúng rồi, tại vì bắt gặp cái là gọi là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng liền. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi gì? Đừng có ôm cái điện thoại nữa anh. Trời ơi, ôm cái điện thoại còn hơn nhiều hơn ôm vợ nữa anh. Lý do gì mà em ôm cái điện thoại dữ vậy? Tại vì em mê xem mấy cái chương trình hài giống như chương trình trên truyền hình á. Tại sao không coi trên truyền hình để mà hai vợ chồng cùng coi? Thích không gian riêng á chị, coi một mình xong rồi nằm cười một mình. Kỳ vậy đó. Như là tự kỷ vậy đó chị. Sao coi chung mà cười chung luôn mới vui. Tại vợ thì cũng không có thích mấy chương trình hài lắm. Có đây em, khi có em bé rồi á, anh nghĩ là chồng em sẽ bỏ cái điện thoại. Cũng giống như anh đó vậy, cũng ôm điện thoại á. Mà khi mà có con rồi cái tự động điện thoại phải đem ra ngoài. Không anh mà em sợ lúc đó em lại chăm hai người con á, tính như con nít. Không có đâu cưng, chắc chắn điều luôn. Tại vì ông chồng nào, ông cha nào cũng rất sợ cái sóng điện thoại á, nó ảnh hưởng đến em bé. Đúng không, mà chính ra nếu mà em mà có con á là bạn này chơi với con em á khỏe luôn. Là hai người bạn đó em thoải mái rảnh rỗi làm chuyện khác. Thiệt má. Rồi bây giờ mong muốn là bớt ôm điện thoại lại. Dạ. Còn gì nữa không? Bớt cọc cằn. Cọc cằn hả? Dạ. Tính trẻ con nhưng mà lại cọc cằn. Đi làm về cứ như là ai ăn hết tiền hết bạc vậy đó, mặt cứ nhăn nhăn lên vậy nè. Mà nói tới là làm như là sực lại ngay. Em sợ. Vậy hả? Áp lực công việc hả? Mà mỗi lần sực vậy em có sực lại một đêm nó hơi lúc đầu là em sực dữ lắm. Bây giờ quen tính rồi thôi kệ. Về tự khùng rồi tự bỏ đi. Nhưng mà vợ vẫn là nằm kèo trên mà. Mỗi chuyện gây lộn thì vợ lúc nào là vợ cũng thắng nhau hết. Vợ luôn đúng mà. Vợ luôn đúng à. Đúng rồi, có năm điều vợ dạy rồi cưng. Có lần mà mới về em tức quá em nói mẹ hôm nào mẹ đi vắng khỏi nhà một bữa đi con đóng lại con đánh mẹ, con đánh vợ con về mẹ nhìn không ra luôn. Mà đó giờ có đánh chưa? Chưa đánh. Em quánh không à. Ông mới nói đó, bao giờ em là kèo trên mà. Còn gì nữa không? Dạ, em lớn tuổi hơn á, mình đã mặc cảm là mình lớn tuổi hơn rồi.
mà ra đường sửa soạn chữ nít cái mình không muốn đi chung, cảm thấy là mình già hơn, mình không thích. Mà ảnh cứ vậy là cứ chạy chuốt lắm chị. Còn bạn, bạn trai, bạn muốn bạn gái thay đổi cái gì? Không cần vợ thay đổi gì nhiều quá. Vợ cứ như vợ vậy là được rồi. Mát ruột chưa? Cái lời nói này đâu phải của đứa nít đâu, của một người chồng. Không là... chị, lãng mạn sẽ sến luôn hả chị? Thì nói vậy thôi chứ trong bụng có khi là khác hả chị? Có không? Có cái dạ sao để thật. Cái này là thật, này là thật. Đó. Vợ hãy cứ như là vợ bây giờ đúng không? Có nghĩa là vẫn chấp nhận năm điều vợ dạy của em đó. Không, nói vậy thôi chứ tối ngày thên vợ hung dữ quá. Vợ bớt dữ dữ là cho vợ chồng dễ thở, dễ sống đi. Rên là lên, rên là nhiệm vụ nó phải rên rồi đó. Ảnh là như cái mỏ than Quảng Ninh vậy đó chị, thở ra cái gì cũng ơi sao mà nó mệt quá. Còn em thì em sống lạc quan để bù trừ lại á. Không, tại vì nhiều khi em chưa quan tâm nó cho nên phải rên để cho em quan tâm. Con nít là vậy mà. Sao cuộc sống có hai bạn này á dễ thương mà, đúng không? À, hai vợ chồng đều có hai cái chiêu rất là dễ thương luôn. Ông coi như tôi chết rồi đi. Đang làm là siêu nhân gao biết hơn. Cuối cùng ai làm? Không, là cuối cùng siêu nhân gao mới làm. Không, siêu nhân mà anh. Không, thực ra chồng nhỏ tuổi hơn mình á, có những cái giống như vợ tâm sự đó, có những cái mặc cảm. Thực ra nhìn tụi em á thì cái độ chênh lệch nó không có, nhưng mà tại vì á thường cái tâm lý phụ nữ là như vậy đó, cho nên rằng á theo chị á thì em nên để tâm đến cái cảm xúc đó của vợ, nhất là sau khi mà vợ còn có con nữa thì cái đó còn phải để tâm hơn nữa. Ví dụ như là ta chững chạc lên, ta bớt những cái trò steam đi, mình sẽ chia với vợ mình và để mình tạo cho vợ mình một cái cảm giác là đây là chỗ dựa của vợ. Yeah. Còn cái tâm hồn trẻ con thì mình vẫn giữ để làm chi, mốt mình coi con phụ cho vợ. Thì là em sẽ lấy lòng được con em còn hơn vợ em nữa đó, đảm bảo nó sẽ bám em. Đó, chị nghĩ là như vậy. Riêng vợ thì chồng muốn là vợ y như vậy thì thôi, vợ cứ như vậy đi. Vậy mà ở nhà nói xấu em nhiều lắm chị. Cái gì cũng nói xấu. Không, nó để lên đây anh kể cho mọi người nghe em về em nó mắc cỡ để em thay đổi. Tuy nhiên thì mình hiểu được chồng mình, với cái tâm hồn chồng mình con nít như vậy á, đôi lúc mình cũng hòa vào cái điều đó một chút để cho chồng mình vui. Ví dụ như chồng mình than thì mình đừng có bực mình. Đó, mình cũng hòa vào một chút. Ồ, biết rồi, biết là chồng mệt rồi, ôi thương nó vợ cưng nè. Đó, ví dụ như hôn cái chắc cái là rồi khỏe liền đó. Thôi nhân đây thì anh cũng xin chúc hai bạn mau chóng hòa hợp với nhau và có tin vui, có một em bé ra đời dễ thương, kháu khỉnh. Dạ, cảm ơn em. Vậy nha. Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy. Kêu chồng nhớ đến cô nào rồi, cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa, thế là em lại phải ôm, mà em không ôm là khóc. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mình chào Sơn cái nha, giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Anh Tuấn, em là đến từ Thái Bình nhưng mà hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Con em là Nguyễn Thị Đông, em 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán và em đến từ Huế. Trời ơi, em thấy không? Một người từ Huế, một người từ Thái Bình đó. Huế với Thái Bình mà gặp nhau Đà Nẵng. Dạ. Không? Như vậy là Tuấn là vào Đà Nẵng là lâu chưa? Em vô được gần 3 năm. Thế là hai bạn từ Đà Nẵng bay vô đây à? Tụi em vừa bay vào tối qua. Trời. Tại hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Bây giờ hỏi thật nè. Hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Trước tiên thì rất là sung sướng khi mà nghe hai bạn nói cái câu là hai bạn cuồng chương trình vợ chồng son. Thì nhân đây thì Thượng cũng xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình vợ chồng son xin cảm ơn hai bạn vì cái sự nhiệt tình của các bạn để mà ngày hôm nay chúng ta có dịp mà hội ngộ trên chương trình. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ hai bạn có thể kể cái cơ duyên mà gặp nhau như thế nào? Em là hai người ế cho nên là quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Lúc gặp anh này thì thấy anh bụng phệ là đúng cái gu của em rồi. Lúc anh nói chuyện chia sẻ em cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình, là tức là thích bếp núc, thích trẻ con, đó là em kết luôn. Thế là 3 ngày sau hai vợ chồng nhận nhau đi gặp bố mẹ vợ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Một ngày là gặp nhau ngoài đời luôn. 3 ngày sau là gặp ba mẹ vợ, là đến gặp ba mẹ vợ luôn. Nhanh thế luôn à? Thông tốc à. 10 ngày sau thì chồng em lại 1, 2, 3 nhất quyết là đòi cưới em cho được. Mà lý do sao mà em lại thích vợ em một cách cuồng si như vậy? Đầu tiên em gặp thì em thấy vợ em cũng dễ thương, mà em sợ quen thằng khác, thế cho nên em phải chịu khổ. Ôm về. Không đúng đâu chị, quen nhiều cô rồi mà bị đá hết trơn á. Nhìn thấy em dễ dãi quá nên úp sọ em. Rồi chỉ trong vòng có mấy ngày là các bạn là bắt đầu là dặn hỏi này luôn chưa? Dạ không, bố mẹ em nghĩ là hai đứa mới quen nhau mới để quen tìm gì? Hiểu cho kỳ càng. Cái thời buổi yêu nhanh cưới vội cũng sợ, rồi chia tay gấp cũng sợ lắm. Thế là anh này nghe xong cực kỳ buồn. Nói là để avatar là đã chết rồi muốn đi một nơi xa lắm. Trời ơi. Thế là em sợ anh tự tử thật.
em mới viết tâm thư gửi cho bố mẹ em á. Chia tay anh này là không quen ai nữa rồi, ở vậy làm gái ế rồi quả bom nổ chậm. Hãy hùng quá cho cưới luôn à. Em cũng bảo vợ em bảo với bố, bố mà không đồng ý thì bố lên cầu Thuận Phước mà nhặt dép. Ghê vậy đó hả trời. Em cũng nói đùa thôi, chứ lúc đấy là em đang nằm ở nhà em xem TV cho vợ chồng xoan. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi thì bây giờ có những cái gì gọi là nó bất ngờ không? Nghĩa là vỡ mộng không? Em vỡ mộng là cái vợ em ghen. Hai vợ chồng ở phòng trọ, cái nhiệt độ cũng đã cao rồi. Mà anh chị nhìn thì hai vợ chồng thì người ấy hơi nhỏ tí Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy à. Kêu chồng nhớ đến cô nào rồi. Cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa. Thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là khóc. Nóng quá là bắt ôm. Dạ, nó nóng mà cứ suốt bắt em ôm. Đâu rồi. Trước khi đi ngủ là hôn một cái. Hôn một cái. Không hôn là lại bảo chắc nhớ cô nào nhớ cô nào. Dạ. Mà bây giờ cái đó vẫn còn tiếp diễn không? Dạ vẫn tiếp diễn ạ. Tối nào cũng thế ạ. Trước khi lên chương trình có ôm hôn cái không? Dạ. Ở bên khách sạn thì có phải ôm. Dạ. Nhưng mà không hôn được bởi vì lúc mệt quá. Em chỉ có đưa tay ra cho gối tay em cái là ngủ luôn. Hơi á. Dạ lấy hơi đấy. Có máy lạnh mà. Có máy lạnh ngủ mới sướng ạ. Dạ. Đó là một cái tính rất là đáng yêu của phụ nữ mà. Không như phải có lý do vợ mới ghen chứ. Đúng không em? Chắc là lý cái gì phải không? Trước đó là bồ bịch rất cực kỳ lăng nhăng. Không có nghĩa là sau khi cưới rồi. Dạ sau khi cưới thì em điều tra với tìm hiểu thì chưa thấy. Chưa thấy biểu hiện gì. Nhưng mà trước khi đó thì lăng nhăng. Dạ, trước sao em biết? Dạ, mấy em chồng kệ. Mấy chồng em chồng kệ. Thân với em lắm. Nên kệ còn em. Quản lý Facebook của em nữa, Facebook. Trong khi quen ấy, em đưa Facebook cho thì không có dùng. Nhưng mà đến khi cưới nhau về cái là lấy Facebook với mật khẩu luôn. Xem được những cái tin nhắn của em với người yêu cũ á, là bắt đầu là chặn cái Facebook của người yêu cũ. Ôi trời. Lấy lý do là sợ chồng nhớ đến người cũ là buồn. Cuối cùng cuồng ghen quá chặn luôn cả Facebook của đứa cháu luôn. Thế mà sao vậy? Thì hai cậu cháu nói chuyện tình cảm vui vẻ à. Thế là tưởng nói chuyện với người yêu cũ là chặn luôn vào. Cháu ruột đấy ạ. Là bây giờ là còn quản lý Facebook không? Dạ có ạ. Là bây giờ cái Facebook của em là đăng nhập ở trên máy của vợ em luôn. Cứ em mà đăng nhập là vợ em biết. Em nhắn tin cho ai hay em làm bất kỳ cái gì là vợ em biết hết. Trời ơi. Rồi còn gì em? Tính trẻ con. Rồi nhiều khi lấy những cái việc gọi là rất là vô cớ. Hai vợ chồng em bây giờ là đang muốn có em bé. Thế xong hôm ấy vợ em bảo là thôi hai vợ chồng đi khám đi. Nhưng tính em thì em ưa để râu. Cạo râu đi ra ngoài đường con gái theo. Thế hôm ấy về bắt em cạo râu nhưng mà em không cạo. Em bảo em đi chơi. Vợ em đi một mình. Thế là bàn với em bé học sinh á, mua thuốc đỏ về bôi này. Xong lấy cái kéo cắt ở đây là một khoảng này. Xong về nhà nằm khóc. Bảo là vợ bị té xe. Ô em về mà em hối, em bảo là em đưa đi bệnh viện nhưng không chịu đi, em thuê taxi đi không chịu đi. Nên cuối cùng nửa đêm em tháo ra chả thấy sao lại làm hoảng. Diễn sâu quá rồi. Mà tao còn sâu hết. Ủa nhưng mà tại sao làm vậy? Không, trước giờ là lúc nào cũng chiều chuộng nghe lời em lắm anh. Đó tự nhiên thấy sao vùng lên là không chiều theo ý em, thế là em nghĩ phải làm gì đó để anh này thấy sai. Vợ em muốn nít chứ sợ luôn á. Ủa rồi giờ em còn để đâu không? Em có. Sao bữa nay không để đâu? Lên chương trình. Hôm nay là đi lên truyền hình rồi. À lên truyền hình nên phải cạo râu. Dạ. Em chỉ có đi chơi em mới cạo, chứ còn bình thường đi làm hay ở nhà em không cạo. Thế còn em? Ông xã em nãy giờ kể tật xấu em á. Dạ. Thì ông xã em có những tật xấu gì không? Yêu thì vợ nói gì ra là số 1. Nếu vợ sai thì xem lại số 1 là vợ luôn đúng. Về nhà thì đâu có thực thi điều đó đâu. Vợ nói gì cũng thường là xem vợ là trẻ con cho nên chẳng tôn trọng ý kiến vợ. Nhưng là bao nhiêu. Đó là vỡ mộng là cái điều đó đúng không? Đổi dạ. Trắng thay đen đúng không? Với lại là lúc trước là quen em thì lúc nào cũng gòn gàng rồi tươm tất rồi rau ria rồi sạch sẽ mà về nhà để ra em thấy dê dê thế nào. Trước em đang ế thì em phải gọn gàng, em phải đẹp đẽ, em phải mim tán gái. Nhưng bây giờ em lấy vợ về em chung tình rồi thì em thì em phải cạo nữa. Đúng rồi. Chứ em cạo ra đường con gái lại nhìn vợ lại ghen em càng chết. Để không cạo râu không? Thật ra có nhiều phụ nữ thích đàn ông để râu lắm em ơi. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhưng mà em không thích cạo râu là do em làm biếng hay là tại vì em thích cái mặt em? Em thích mặt em thế á. Đó là cái sở thích của chồng. Quan trọng vợ em không thích. Căng như bởi vì em đi thị trường nhiều. Thế đâm ra mình muốn để nhìn mặt mình nó già dặn thêm một chút đi thì sẽ khó bắt nạt mình hơn. À thì ra cũng có nguyên nhân. Hai bạn này kể chuyện xấu nhau đâu có thấy kể tật xấu gì đâu xấu. Mà cũng đâu có gì đâu vỡ mộng đâu trời. Toàn tật đáng yêu thôi à đúng không? Có phải là tụi em bây giờ đang mong có con đúng không? Dạ đúng rồi.
Dạ, vợ mà chồng em đang rất là mong có con. Có khi nào là vì quá mong mà cũng muốn gặp anh Thuận nên Thuận chúc cho tụi em để tụi em mau dạ có tin vui không? Tại vì ngộ lắm em. Dạ. Chúc ai là người đó dính á. Thấy thiệt. Mũ Thuận. Còn chơi gì nữa không? Chúc ta đi. Thôi bây giờ các em nói về cái mong muốn thay đổi các em đi rồi chúc mừng anh sẽ chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Rồi em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt trẻ con đi. Bớt cái quản lý cái vẻ ngoài của em đi. Em cũng chỉ mong thế thôi chứ em cũng không mong gì hơn. Bởi vì đối với em, vợ em như vậy là gần như hoàn hảo. Dạ. Thế còn em? Giờ vợ đi. Dạ, em mong muốn là anh có thể đừng nuôi chó được không? Có thể đừng nuôi chó được không? Đơn giản lắm. Chỉ cần có em bé là thế nào cũng bỏ con chó vô sọt. Đúng dạ. Rồi, là tại vì cái lông của con chó rất là ảnh hưởng đến em bé. Dạ. Cái chuyện đó tức thôi nói tóm lại là vậy để bà Bụt nói trước đi rồi một chút luôn nha. Dạ. Thật ra là tụi em á, những cái điều mà tụi em nói về nhau á, theo chị hoàn toàn đó mới là tật xấu. Những cái rất là dễ thương. Dạ. Cái rất là dễ thương. Ví dụ ngay cả cái tính trẻ con của vợ cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng đúng chỗ, đúng lúc. Dạ. Có nghĩa là không cần phải bỏ hết. Tại vì đôi khi vợ mình có một chút nhõng nhẽo, có một chút ấy thì nó cũng lạ lẫm lắm em. Dạ. Nhưng mà vừa phải. Ví dụ như là tối nay trước khi đi ngủ nhõng nhẽo chút xíu vậy đó thì là đúng lúc. Thì dạ, là chồng sẽ thấy sự mà đáng yêu của vợ. Rồi cái vấn đề mà quản lý về ăn mặc, rồi là cái sở thích của chồng thì theo chị em chỉ nên góp ý thôi. Còn cái chuyện chồng em sẽ tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để mà chồng em tiếp thu những cái ý kiến đó. Còn chồng á thì chị nghĩ rằng nếu mà vợ em cấn bầu một cái thôi là em phải thôi nuôi chó. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Vợ em có bầu em bỏ nuôi chó. Thấy chưa? Đó, đó thấy chưa? Ông Bụt đó, tới được ông Bụt đi. Trời bây giờ tự nhiên tôi bị tâm lý ghê. Thì thôi nhân đây cũng là một cái ngày mà chúng ta gặp nhau. Dạ. Nha. Thì anh Quốc Thuận xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui. Dạ. Và một em bé khỏe mạnh, đáng yêu sẽ ra đời trong năm 2017. Vâng, dạ. Có gì thông báo cho tin vui nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. 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 Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi. Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa thôi. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quốc Thuận. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Phát Duy, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Mỹ Tho. Và hiện đang là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là bà xã em. Dạ. Em kính chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Thanh Mai, em 27 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện em cũng là nhân viên văn phòng. Hai em bằng tuổi nhau, làm Thuận đoán đi Thuận, vui Thuận. Anh nghĩ là hai em là gặp nhau trong một trong một cái trường đại học, đúng chưa? Trong một trường đại học và hai người đã gặp nhau và lần đầu tiên là hai bạn không hề ưa nhau nhưng mà cuối cùng là do ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối và hai bạn yêu nhau, đúng không? À, đúng một phần ạ. Đó, thấy chưa? Hay. Cái tình yêu của tụi em á thì nó kéo dài tới nay cũng khoảng 8 năm. Thì đúng như đó thì tụi em cũng học chung ở trường đại học. Mặc dù là không có chung ngành nhưng mà học chung ở đại học á thì cũng có một số người bạn chung á. Thì một cái ngày nọ thì người bạn của em học cái ngành về truyền thông thiết kế thì cần làm cái bộ phim ngắn. Thế là mời, vô tình thôi, mời hai tụi em đóng chung. Vợ em thì được phân vai làm cô giáo, còn em phân vai làm học sinh. Nhưng mà lúc mà vô diễn xuất thì học sinh thì tới lâu rồi, ngủ quá trời rồi mà cô giáo không thấy đâu hết trơn. Nghĩa là diễn viên đóng vai cô giáo đi trễ. Dạ đi trễ. Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa mai khắp mọi khắp lớp học luôn á. Thì thấy cô này cũng dễ thương, nói chuyện cũng có duyên. Tuy có hơi tăng động xíu. Hơi tăng động. Nói chung là không ghét là được. Dạ. Thế còn em Mai? Lần đầu tiên em gặp chồng em là ở căng tin. Lúc đó là em chuẩn bị học môn kế toán mà em thì không có thích số. Cho nên em mới nói với một người bạn là giờ không biết sao sống sót qua cái môn này. Cái bạn mới chỉ qua, nè ông này nè, ông giỏi môn đó lắm đó, học điểm rất là cao, bởi vì anh học trước em một khóa. Cái em mới quay qua em nói một câu như vu vơ thôi là bây giờ chỉ em nghe. Cái ảnh im im cánh là rồi thôi luôn đó, là không gặp lại. Rồi sau này khi mà quen nhau rồi á thì coi cái hình chung hồi xưa đó thì mới phát hiện là ông này là học trò của em trong cái lớp đó. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp lại nhau? Thì khoảng thời gian sau đó thì có một lần á thì em lướt Facebook chơi, thì đang lướt Facebook mà cái tự nhiên thấy một cái tên mà đọc xong thấy đó bụng liền luôn, bún bò giò heo.
em thấy nó ấn tượng quá, bấm vô coi thử, thấy mặt bà này, cái mới nhớ à bà này là cái bà cô mà nhoi nhoi tăng động hồi trước đây, thế là từ đó mới bắt đầu kết bạn rồi nói chuyện nhiều hơn. À, em thì sao khi mà nhận được cái tin nhắn của anh á qua Facebook của em á thì em nhận ra nó liền không? Dạ khi mà thấy cái lời mời kết bạn đó thì em cũng nhận ra, tại vì cái tên của anh cũng ấn tượng lắm. Tên gì? Dạ Duy Trần Trùi Lũi. Duy Trần Trùi Lũi. Dạ Trùi Lũi à. Bò giò heo đụng với Duy Trần Trùi Lũi. Rồi sao? Cái bữa đó là em đăng ký môn học online đó, nhưng mà kẹt mạng quá không có đăng ký được. Cái mới nhờ anh đăng ký thì anh làm con lần được luôn. Cái mới thấy cái anh này cũng tốt cũng hay mà may mắn nữa. Dạ xong sau đó cái tự nhiên cái nhớ về cái môn học của mình, cái mới nói bữa nào vô trường chỉ ngang, cái anh cũng xong rồi sau đó là vô trường bắt đầu hẹn ở cái lớp nào đó hoặc là ở căng tin và dạy bài rất là nhiệt tình. Sau đó thì em quyết tâm là đi theo chỉ thêm mấy môn khác nữa. Chấp nhận làm gia sư miễn phí luôn. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom Nguyễn Thao Thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô đó, coi như là đi theo là chỉ hết một cái gì cần thiết là chỉ hết toàn bộ luôn. Lúc đó bắt đầu mới nảy sinh tình cảm dần thì cuối cùng là mới quyết định là tỏ tình. Cái thời gian mà hai em yêu nhau đó, hai đứa có vui vẻ không? Nghĩa là hai đứa có khớp với nhau không? Cũng có lần là cái đợt đó là em ở nhà trọ. Thì vợ em thì cũng rất là quan tâm đến em. Chỉ có một cái là ở nhà trọ giặt đồ tay mệt. Mà nhất là giặt mấy cái lớn nhiều cái mền chẳng hạn. Đợt đó có cái mền à, mà vợ em nhắc một tháng trời em chưa có giặt. Cái bữa đó vợ em qua thấy mền dơ quá tức quá lấy ra giặt luôn. Giặt xong nó có cái mền mà cũng không giặt nữa. Thôi bỏ đi, chia tay đi. Vậy em đùng bây giờ luôn. Trời, có cái mền không đòi chia tay hả? Cái đó nó chưa có quan trọng bằng cái chuyện là em giận quá, em nói em chia tay thôi. Chứ trong bụng mình không có nghĩ là như vậy đâu. Rồi cái em về nhà, cái tối cái mẹ anh gọi cho em. Mẹ anh hỏi là, ủa sao hôm nay con không qua bên phòng trọ? Mẹ của ảnh. À, mẹ chồng. Dạ, rồi cái mới nói là hôm nay con bận. Mình cũng nói dối là mình bận. Cái mẹ mới nói là, mai mốt mà con không về Mỹ Tho chơi nữa là cô buồn dữ lắm. Có nghĩa là mình chỉ hù ổng thôi. Thay vì ổng nhắn tin ổng năn nỉ mình hoặc qua nhà ổng năn nỉ mình thì không có. Ổng nhắn tin, ổng nhắn cái tin là anh chúc cho em tìm được người khác tốt hơn anh. Đó là cái thứ nhất em quê rồi. Cái thứ hai nữa là tự nhiên gọi điện thoại về mét má là tụi con chia tay. Trong khi em chỉ hù ổng thôi, ổng không năn nỉ tiếng nào hết trơn. Tại con ta thật tình mà, đúng không? Tụi em quen nhau là 8 năm đúng không? Dạ, 8 năm không, rồi. Quen tức là quen nhau 4 năm rồi, cưới là cưới 4 năm. Rồi. À tụi em cưới nhau 4 năm, dạ. Em được mấy bé rồi? Dạ được một bé 2 tuổi rưỡi. Dạ. Khi mà ở chung với nhau là có vỡ mộng về nhau nhiều không? Dạ cái đó kể 3 ngày không hết nữa. Cái xấu nhất là ngủ là không cần biết thế giới gì hết á. Có nghĩa là ngủ kêu không dậy. Em nhớ có một đợt là gia đình chồng em là đi Vũng Tàu chơi. Mà tới giờ rồi em dặn là phải dặn báo thức. Nhưng cũng không nghe. Xong rồi nhà chồng mới gọi điện thoại cho em, nói sao nó đâu mất rồi. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa thôi. Kêu phòng kế bên kêu giùm luôn cũng không dậy. Cái lát không biết làm sao tự nhiên vậy. Ông vậy cái em trễ giờ. Rồi, đặt sau thứ hai. Tại vì anh ấy anh cao. Anh cao cái anh đi làm về thì nguyên một ngày mình đi làm về thì dơ nè, mồ hôi nè. Cái bắt đầu anh thương vợ quá, cái bắt đầu lấy cái đầu kéo ảnh vô cặp cánh gà chi nước mắm của ảnh. Đó, rất là hấp dẫn. Và đó thì đó là những cái tật xấu nhất của ảnh á. Còn bà xã em sao? Thì, có tật xấu gì không? Trong lúc mà quen nhau trước cưới á thì cũng biết nó như tật xấu rồi. Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi. Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Là gì em? Tật xấu thứ nhất á là rất là thích nấu ăn nha. Thích lo cho chồng con, thích nấu ăn. Mà mỗi lần bà nấu xong, bà lôi hết nồi niêu xong chảo ra bà nấu. Nấu nhà dưới xong, bắt đầu lên nhà trên gọt rồi, dọn đồ. Rồi bài từ nhà trên ra tới nhà dưới luôn. Tới lúc ăn xong, cái tự nhiên em ngẹn ngào quá trời luôn. Tại vì em phải là người dọn. Nghe bà thu dọn chiến trường. Dạ đúng rồi, thu dọn cái bãi chiến trường á. Từ trệt lên tới lầu luôn. Đúng rồi, từ nhà bếp tới phòng khách lên tới trên lầu luôn, coi như là đầy đủ. Rồi còn một cái tật xấu nữa, thứ hai nữa là ham ngủ, rất là sợ mập. Đó, nhưng mà không hiểu sao tôi là né cái chữ mập nha. Đó. Tại vì tụi em thoải mái nha, quen rồi. Rất là sợ mập. Nhưng mà cứ mỗi lần mà có cái món gì mà nó đang hot trên thị trường là phải thử cho bằng được. Ví dụ như trà sữa. Ví dụ hồi như trước, phô mai chảy chẳng hạn đó. Đúng rồi, giống như sữa tươi trân châu đường đen đó. Mấy cái đó ăn vô ốm lắm, uống ốm dạ, lắm. Dạ đúng rồi. Đâu biết nó tới lúc nghe nói sao thấy rụi tim giờ nó khoái món đó quá anh. Thôi mua em thử uống thử ly cho biết với người ta coi. Rồi, uống xong cái giờ tụi ngày nào muốn uống ly.
uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Sữa tươi cho đường đen không có mập. Trời ơi sao không mập, mập người ta không có đường mà có sữa chỉ có chút xíu đường đen thôi với chân châu thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất á, vợ em thứ nhất là phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Tại vì tức là nhiều khi là cái tính vợ em thì rất là quan tâm chu đáo gia đình, quan tâm chồng con và cả nhà chồng luôn đó, nhưng mà nhiều khi là quên bản thân mình đi. Khi mà mình biết chăm sóc bản thân mình tốt như vậy thì mới có thể có được cái khả năng để mà tiếp tục quan tâm đến người khác. Trời ơi, cái mong muốn của chồng dễ thương quá trời. Ôi, cảm quá động rồi, phải không? Vậy rồi em mong muốn ảnh thay đổi gì? Em mong muốn là giờ cái chuyện ngủ mà kêu dậy chắc khó, nên giờ mong muốn là chồng bớt bắt ăn cánh gà chiên nước mắm. Vậy chứ mà không nghe mùi nước mắm, không bữa nào mà không có mùi nước mắm mà chịu không nổi. Thậm chí nhiều khi là không có mùi nước mắm cái hôm ủa ông cái mùi nước mắm ông cho đứa nào ăn rồi. Ôi đó luôn. Ôi dễ sợ. Đầu chấm rồi. Cặp này là quá đẹp rồi. Chị biết chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Hạnh phúc như vậy hoài. Dạ. Rồi chúc hai vợ chồng em hạnh phúc. Thì cũng nhân cái chương trình này thì thứ nhất là em cũng muốn xin phép một khoảng thời gian ngắn để em có cái làm cái việc này cho vợ em. Rồi. Ngày hôm nay anh cũng muốn thể hiện cái điều này để mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn cho em. Thì anh muốn là tiếp tục cầu hôn và em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hai chiếc. Trời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Bây giờ em hãy chia sẻ cái cảm xúc của em như thế nào. Cảm xúc của vợ đi thôi, mình đừng có dòm. Thuận tò mò quá. Nói chung là vợ cảm ơn chồng làm có cái điều rất là bất ngờ. Nói chung là 8 năm bên nhau rồi thì cái lúc mà cưới á, thì cũng hy vọng là chồng mình sẽ làm một cái gì đó cho mình, nhưng mà ổng không có làm. Thì hôm nay em cũng không có nghĩ là ảnh sẽ làm như vậy đâu. Dạ, thì nói chung là em cảm ơn và em hứa là sẽ cố gắng với chồng là đi hết cái quãng đường còn lại và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, hôn nữa là quá đẹp luôn. Trời ơi. Ok, rồi chúc hai em cứ như thế này mãi mãi hạnh phúc nha. Rồi. Dạ, cảm ơn anh chị.